Theo Hồng Nguyệt bắt đầu chương 2034, sinh mạng. Số 2 đang bàn hoàng bất lực. Số 8 đang lần lượt tấn công về phía lão viện trưởng một cách phí công. Thậm chí còn có người định trốn bán sống bán chết, hoặc là tìm kiếm sự mẫu và hai đứa bé vừa rồi để bắt cóc. Những giọng nói của lão viện trưởng không bị khống chế truyền vào lỗ tai họ. Điều này cũng làm cho trong lòng họ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ sao bản thân mình lại là trung cực đến giúp ông ta chứng kiến tất cả những thứ này? Mình không phải là trung cực, cũng sẽ không giúp ông ta. Trở thành trung cực cũng không khó. Lão viện trưởng thấp giọng giải thích, tựa như hắn đã từng giảng bài cho họ rất lâu trước đây. Một chỗ ngồi trống, dĩ nhiên cần người mới ngồi lên. Kế hoạch của Lâm mạch ta có thể đoán được cơ bản, chỉ có điều vì hắn cân nhắc quá nhiều, cho nên khó có thể lựa chọn, mà ta lại suy nghĩ đơn giản hơn hẳn, Ta chỉ cần các người dùng thân phận là trung cực giúp ta chứng kiến buổi hiến tế này mà thôi. Các ngươi đều là người được lựa chọn ra từ trong hàng ngàn hàng vạn người ô nhiễm từ lúc ở Viện Nghiên cứu Hồng Nguyệt, tính chất đặc biệt của các ngươi có tiềm lực lớn nhất. Hơn nữa, các ngươi đã từng chết đi, lại mượn được sức mạnh ban sơ mà sống lại, có được tính chất đặc biệt của nó. Cấp độ khuyết thiếu, ban sơ, tính chất đặc biệt của các ngươi, lại cộng thêm kỹ thuật của nghiên cứu viên đời thứ nhất để các ngươi tạm thời trở thành trung cực trở thành một chuyện đơn giản. Ông ta vừa nói chuyện, vừa nhẹ nhàng đưa tay sang bên cạnh, tám lá bài poker có hoa văn phức tạp xuất hiện trong tay ông ta. Đây là vật chứa vật phẩm ký sinh nghiên cứu viên đời thứ nhất thường xuyên sử dụng, bây giờ lại nằm trong tay ông ta. Hơn nữa trông có vẻ ông ta sử dụng rất thành thạo. Lúc ông ta đang nói chuyện, nhìn sang số 2. Ngươi là người đầu tiên, thần ác mộng. Ta không đồng ý. Số 2 run rẩy nói, đồng thời nhanh chân lùi lại. Cùng lúc đó, Lục Tấn vừa mới dùng sức mạnh hệ người nhận khâu lại cái bụng của số 14, cũng sớm đã chú ý tới thế giới đang xảy ra ở đây, bèn xông về phía trước, muốn ngăn giữa số 2 và lão viện trưởng, thế nhưng hắn vừa mới bước tới, đột nhiên có một luồng sức mạnh tinh thần phản chiếu màu sắc lại đẩy người hắn sang một bên. Là sức mạnh của thần ác mộng. Hiện tại sức mạnh có thể ngăn cản hắn vốn dĩ rất ít, Thần ác mộng số 2 là một người trong số đó. Nếu như hắn không ôm quyết tâm mạnh mẽ muốn giết chết số 2 thì không có cách nào phá tan sức mạnh thần ác mộng dễ dàng. "Con à, ta đã nói rồi, ta cũng không cho phép các ngươi từ chối." Lão viện trưởng nhẹ giọng trả lời số 2, nhẹ nhàng đặt tấm bài poker trống vào trong lòng bàn tay số 2. Trong cả quá trình, số 2 đều từ chối. Nhưng cơ thể của hắn lại giống như bị vô số sâu bọ đang bò. Cơ thể của hắn Chân tay của hắn, hoặc cũng có thể nói là tính mạng của hắn, dường như đều không theo sự khống chế của hắn. Khiến cho hắn lại giống như một người máy, cả người đều tỏ vẻ từ chối và chạy trốn, nhưng trên thực tế lại không hề làm được cái gì cả, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy tấm bài poker kia, sau đó không gian xung quanh hắn lập tức trở nên méo mó mà xa xăm. Trên người số 2 tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, bị đẩy vào chỗ sâu trong không gian, giống như một bức tượng. Hắn giống như tượng thần lại giống như con rối, trên mặt rơi nước mắt, nhưng lại đến chỗ không nên có. Cuối cùng lúc hắn nhìn về phía lục tân với ánh mắt đầy tuyệt vọng, tựa như đang cất tiếng khóc thầm. Số 9, lúc trùng phùng trước đây, người nên giết chết ta luôn đi. Sinh mệnh là sinh mệnh. Theo số 2 bị đẩy vào chỗ sâu trong không gian, số 5 chợt phát hiện điều gì đó, nghẹn ngào kêu lớn lên. Số 2 cũng không muốn trở thành nhân chứng của việc hiến tế, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, dường như có một sức mạnh khác đang thay hắn làm chủ từ đầu tới cuối hắn đều không thể chống lại lão viện trưởng trái lại hắn còn dùng sức mạnh của mình để lục tân đang muốn giúp một tay sang một bên đó là vì tính mạng của hắn vốn dĩ cũng không phải là của hắn hắn đã từng bị bạo quân giết chết lại bị lão viện trưởng cứu sống bắt đầu từ lúc đó đúng thế lão viện trưởng nghe số năm nói khẽ gật đầu con à lúc các ngươi được ta cứu về thì sinh mạng đã không còn tiếp tục thuộc về mình nữa rồi. Từ lúc ta quyết định cứu các ngươi về, cũng là người ứng cử cho trung cực mà ta chọn chúng, ta nghĩ tới lúc các ngươi trưởng thành, có thể sẽ phản bội, cho nên, vào lúc đó, ta cũng đã ghi mật mã vào trong tính mạng của các ngươi để chuẩn bị cho buổi hiến tế này. Lúc ông ta nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn sang số 3. Lúc này số 3 muốn xông ra cửa sổ thật nhanh, chạy trốn về nơi xa. Nhưng, không gian bị kéo dài vô tận, dù hắn liều mình chạy băng băng về phía trước nhưng nhìn lại cũng chỉ vẫn dậm chân tại chỗ. Lão viện trưởng lẳng lặng đứng bên cạnh hắn, khẽ nói. Bàn tay tái nhật không chết ở thanh cảng là một chuyện khiến ta rất bất ngờ, nhưng hôm nay hắn quả thực không có quyền hành của chung cực, cho nên, người muốn tạm thời thay thế hắn cũng không phải là việc khó. Ông ta bỏ một tấm bài poker vào trong tay số 3. Ông ta đẩy nhẹ, số 3 thốt ra tiếng kêu tuyệt vọng, trong cơ thể có một con quái vật nhỏ dài vặn vẹo bị đẩy ra. Thân thể nó tái nhật, mọc ra từng bàn tay, ngọ ngoại dữ tợn, bị đẩy vào trong chỗ sâu của không gian. Tên điện, đi chết. Số năm bỗng nhiên vung cây cưa điện khủng bố kia lên, cắt mạnh xuống lão viện trưởng, điên cùng mắng to. Nhưng lão viện trưởng để mặt cho cửa điện cắt vào cơ thể ông ta, động tác không hề bị ảnh hưởng, lấy một tấm bài poker ra đặt vào giữa đôi môi của số năm, sau đó nhẹ nhàng đẩy mạnh, cơ thể số năm lập tức tách ra khỏi cơ thể người đàn ông lưng còng tứ chi mềm nhũng không có sức ngã về phía chỗ sâu trong không gian người biết thuận theo sức mạnh chi phối trở thành người giấu trường mới mặc dù không có quyền trường đứa bé gái thanh cản kia lựa chọn quyền hành khác đây cũng là một chuyện tốt với chúng ta trong giọng nói khẽ của lão viện trưởng dường như có chút an ủi sau đó ông ta quay người sang chỗ khác đè số 8 đang gào thét tấn công ông ta xuống có lẽ sau này có cơ hội ngươi có thể lập ta phiên tòa lúc nửa đêm của mình nhưng bây giờ ngươi chỉ cần tạm thời dùng thân phận chung cực để chứng kiến như vậy là đủ rồi lục tân gần như dùng dáng vẻ đầy tuyệt vọng nhìn lão viện trưởng đẩy từng người bạn học này vào chỗ sâu trong không gian nhìn gương mặt họ vặn vẹo đầy đau đớn nhưng cũng giống như thần linh bị trói cả hai tay lại nhìn thế giới này hắn cảm nhận được sự bất lực trước nay hắn chưa bao giờ cảm thấy đây là cảm giác hắn chưa từng trải qua kể từ sau khi bắt đầu tiêu hóa ý thức duy nhất nắm giữ được sức mạnh của sự phẫn nộ. Phẫn nộ bất lực, không giải quyết được vấn đề gì. Mà trong lúc ánh mắt hắn đầy tuyệt vọng, hắn chợt nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha. Hắn nhìn thấy thằng hề cao lớn lại hài hước, nhảy điệu nhảy kỳ quặc, đi từ không gian kéo dài méo mó đi tới. Hắn ta hưng phấn, vui vẻ đi tới chỗ hắn. Sau đó hắn nhìn thấy một mái tóc màu trắng xuất hiện, cô gái trẻ mặt không có cảm xúc gì, lặng lặng trôi nổi bồng bềnh trong không gian này. Họ dùng sáu phương hướng khác nhau, đứng ở chỗ sâu trong không gian, hơi cúi đầu, giống như bị thần linh trói buộc, nhìn chầm chầm vào thế giới này, dưới tầm mắt của họ, không gian bắt đầu bị xé rách từ từ mà nghiêm trọng, từng lớp từng lớp ánh sáng màu đỏ sậm hiện lên. Thực tại của thế giới này và hình chiếu của thâm uyên bắt đầu xuất hiện mờ nhạt rồi dung hòa với nhau, một sự rung chuyển đáng sợ tuôn ra từ thâm uyên. thằng hề lên ngôi. Hư vô. Không biết lão viện trưởng đã dùng cách gì để thuyết phục thằng Hề lên ngôi, lại lấy được hư vô từ chỗ nghiên cứu viên đời thứ nhất. Hư vô là đứa không biết từ chối, thằng Hề là cộng sự của ông ta. Vì vậy, ông ta đã có được 6 người trong 7 đại thiên sứ, kế hoạch hiến tế của ông ta đã. Hiện tại, lão viện trưởng chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn lướt qua số 14 đang thoi thóp, số 7 đang đờ đẫn ngồi bên cạnh bàn ăn, Số 12 vẽ mặt đầy vẽ không cam lòng nhưng bản thân lại bị thương nặng, và bé số 19 đã nắm chặt hai bàn tay lại thành hai quả đấm nhỏ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi cũng đã từng là người ứng cử ta chuẩn bị, ta thích chuẩn bị nhiều hơn một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng, bây giờ lựa chọn của ta đã có đủ, sứ mệnh người ứng cử của các ngươi đã hoàn thành, có thể rời khỏi đây bất kỳ lúc nào. Mặc dù, các ngươi có rời khỏi đây hay không thì cũng không có gì khác nhau sau đó ánh mắt ông ta nhìn về phía lục tân con à ngươi là người cuối cùng dựa vào đầu người sẽ cho rằng ta sẽ giúp ngươi cơn tức giận không thể nào hình dung nổi dâng lên trong lòng lục tân con ngươi màu đen trong mắt hắn như đã tạo thành một vòng xoáy cảm xúc vô cùng bất lực càng làm tăng thêm cơn phẫn nộ của hắn hắn không có cách nào ngăn cản những người bạn học kia trở thành thần linh bị trói buộc trong tay lão viện trưởng vì lão viện trưởng đã sớm thắt mật mã trong tính mạng họ ông ta đã sớm chuẩn bị tất cả trong bóng tối. Nhưng hắn vẫn không cam lòng. Hắn không làm lão viện trưởng bị thương được, nhưng cũng không có nghĩa là lão viện trưởng có thể làm hắn bị thương. Cho dù là ban sơ đích thân đến đây thì bây giờ hắn cũng đã có vốn liếng để chống lại. Cho nên, ngươi là chủ tế tự tế đàn mà ta lựa chọn, cũng là người thật sự có thể giúp ta thúc đẩy lần hiến tế này. Ngươi! Ông ta hơi dừng lại, sau đó nhìn chầm chầm vào lục tân ngươi là tác phẩm vĩ đại nhất của ta. Ta cũng biết người, trong cuộc sống của người vẫn luôn là một vùng tâm tối. Ken két. Trang lục tân nghiến chặt lại, biết rõ không có tác dụng gì nhưng hắn vẫn dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đánh thẳng về phái lão viện trưởng. Hắn đã không có cách nào dễ dàng bỏ qua cảm giác vận mệnh bị điều khiển này, càng không định có bất kỳ dính dáng gì đến kế hoạch điên cuồng như vậy. Nhưng, ngay vào lúc hắn nghĩ như vậy, thậm chí vào lúc hắn xông tới, Lão viện trưởng trước mặt hắn chợt biến mất như bọt biển, giọng nói của ông ta lại vang lên từ sau lung. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trong lòng lục tân chợt khẽ run, bỗng nhiên quay đầu lại. Sau đó, hắn nhìn thấy lão viện trưởng đang đứng một góc trong phòng, trong tay cầm một khẩu súng không biết có phải thật hay không. Họng súng đang nhắm thẳng vào em gái đang trốn trên trần nhà. Thật ra, ta có thể có kế hoạch như hiện tại, chính là do ta tìm được linh cảm từ trên người ngươi lão viện trưởng từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía lục tấn. Sau rất nhiều năm, lúc ta lại gặp được người một lần nữa, nhìn thấy đứa bé giống bé số 17 bên cạnh ngươi, số 17 đã chết, bị người tự tay giết chết, ta không cứu được con bé trở về, nhưng con bé vẫn sống bên cạnh người, biết suy nghĩ, biết nói chuyện, thậm chí còn có sự tinh nghịch và tính cách của mình, người nhìn thấy được. Chạm vào được, giống như thật vậy. Lão viện trưởng từ từ nói, hơi ngừng lại, sau đó mới nhỏ giọng than thở. Thật ra, có rất nhiều người vào lúc họ phải chịu đã kích mạnh và không có cách nào bù đắp, đều sẽ sinh ra một cơ chế bảo vệ bản thân rất thần kỳ, chỉ có điều ta không ngờ rằng, hóa ra Bạo Quân cũng sẽ như vậy. Ý thức của người xuất hiện phân liệt, tưởng tượng số 17 đã chết lại đến bên cạnh mình. Người và con bé làm bạn với nhau, chia sẻ những đau khổ, bị thương, tuyệt vọng, cảm giác không an toàn mỗi giờ mỗi phút với con bé. Lão viện trưởng khẽ ngừng lại, tựa như có chút đau lòng nhìn về phái lục tân. Con à, ngươi có biết mình có nhân cách phân liệt không? Vừa nói chuyện, hắn khẽ động đến cò súng. Bang! Trong nháy mắt sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bao bọc em gái ngơ ngác bám trên trần nhà. Đùng! Lúc tiếng súng kia vang lên, trong nháy mắt em gái cũng bị một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ xuyên qua. Cơ thể bé nhỏ của cô bé chợt thẳng tắp, từ từ quay đầu, nhìn vào lục tân. Có tiếng lanh lảnh như tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái xuất hiện vết hình mạng nhện, sau đó bong ra từng mảnh. Cách cách. Khi em gái nhẹ nhàng vỡ vụn giống như một bình sứ, Lục Tân cũng bỗng nhiên ngây người. Trong lòng hắn chợt cảm thấy như thiếu một mảnh ghép. Cơ thể của hắn lạnh run lên từng cơn, trong lòng rung chuyển dữ dội giống như động đất, đầu óc choáng váng từng đợt. Giống như có từng mảnh vỡ ký ức đột nhiên bị kích thích từ sâu trong đầu óc đủ loại cảm xúc giống như vật sống vào lúc này dùng một thái độ tùy tiện lại điên cuồng trở về với hắn xé rách lòng hắn có cảm xúc sợ hãi nằm trên bàn thí nghiệm có cảm xúc mất mát bị người khác vứt bỏ có cảm giác không an toàn sợ không làm được một số việc kèm theo hồi ức u ám mà đau khổ này lục tân chợt nhớ ra rất nhiều vấn đề em gái đến đây như thế nào đây là chuyện hắn vẫn luôn không muốn thực sự đối mặt cố ý bỏ qua vì ba và mẹ là người do phòng thí nghiệm Cao Sơn phái đến bên cạnh mình, giám sát cũng như cầm tù mình. Vậy em gái thì sao? Em gái ở trong lòng hắn là bé 17, nhưng bé 17 đã sớm chết rồi. Đã sớm chết vào lúc cô nhi viện trắng đỏ phát nổ. Bé 17 là một cô bé rất có dũng khí. Trong cảnh tượng giống như ác mộng kia, hắn nhìn thấy máu tươi, nhìn thấy ngọn lửa đang bùng cháy, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của mình. Nhưng khi đó hắn không thể cảm nhận được, chỉ cảm thấy tức giận và thịnh nộ đang dâng trào. Thế nhưng cũng vào lúc này, có người khiến hắn cảm nhận được những thứ khác. Là bé 17, cô bé đối mặt với hắn khi đó, dùng cảm lao về phía hắn. Vết sẹo trên lưng bắt đầu lâm râm đau đớn. Vừa lúc đó, bé 17 là một người duy nhất dám xông về phía hắn, để lại cho hắn vết thương sâu này. Lúc hắn gây ra đau khổ cho người khác, bỗng nhiên cũng cảm nhận được đau khổ Thế là vào giờ phút ấy, tất cả ngọn lửa đang bùng cháy và ánh mắt sợ hãi của người khác đều hòa lẫn đang xen với cảm giác đau đớn này, khiến cho hắn bỗng nhiên hiểu được sự đau khổ mà những người này phải cảm nhận. Đó là lần đầu tiên hắn nảy sinh năng lực đồng cảm. Cũng chính vì có năng lực đồng cảm này, mà mình bây giờ, mình có cảm xúc cảm giác mới sẽ xuất hiện. Bé 17 là người mang đến cho hắn đau khổ khi hắn rơi vào trạng thái điên cuồng, cũng là sau khi hắn của hiện tại ra đời, là người đầu tiên hắn nhìn thấy. Trong ánh mắt của cô bé, hắn nhìn thấy được cảm xúc lưu luyến và không bỏ thế giới này, thế là trong vô thức sức mạnh tinh thần xuất hiện chút biến đổi. Việc tư duy chia tách cũng xuất hiện vào ngay lúc đó, một tinh thần thể tên là bé 17 xuất hiện trong đầu. Mãi cho đến sau này, sức mạnh tinh thần của hắn càng ngày càng mạnh, cảm xúc và tư duy phân chia cho cô bé cũng càng ngày càng nhiều. Hắn nhớ kỹ cô bé gọi là bé 17 kia, nhớ kỹ tất cả trạng thái tinh thần của cô bé, thậm chí là cả tính chất đặc biệt của năng lực cô bé. Thế là em gái xuất hiện thật. Người khác có thể nhìn thấy em gái, thậm chí nói chuyện giao tiếp với em gái, em gái có năng lực của con bé, thậm chí có thể cõng hắn đi làm một số việc. Nhưng đây đều là hình tượng, chỉ là hình tượng do sức mạnh tinh thần của hắn gây ra. Sức mạnh tinh thần càng mạnh mẽ hơn, vốn dĩ có thể làm được rất nhiều chuyện vượt xa lẽ thường. Em gái là ai chứ? Cô bé bắt chước bé 11 lớn lên, thậm chí có một phần ký ức hắn cho cô bé, lúc đầu đáng nhẽ thuộc về bé 17. Nhưng, thật ra cô bé cũng không phải bé 17. Sau này sức mạnh tinh thần của hắn đã mạnh đến mức có thể khiến người khác đều nhìn thấy em gái, nhưng cũng có rất ít người sẽ thân thiết với con bé. Bọn nhỏ trong cô nhi viện đều có tình cảm rất sâu đậm. Nhưng, em gái cũng không ở trong số đó. Cho dù là bé 19 Cô bé cũng chỉ thân thiết theo thói quen, vẫn mang theo chút xa lạ xa cách. Vì trong mắt cô bé, 17 cũng không phải là 17, đây chỉ là một người xa lạ lớn lên giống 17 mà thôi. Em gái là do hắn chia tách ra, ngay từ đầu con bé là đại diện cho những người đã chết của cô nhi viện kia. Vì người của cô nhi viện đều biến mất, hắn cũng không còn có nhà nữa, khi hắn xác định không có cách nào tìm được những người trong cô nhi viện quay về, hắn giữ em gái lại ở bên cạnh hắn như vậy có thể khiến hắn cảm thấy bớt cô đơn cảm giác giống như bọn nhỏ trong cô nhi viện vẫn luôn ở bên hắn mãi về sau người trong cô nhi viện bị hắn tìm được em gái cũng bắt đầu xa lánh vô tình đứng ngoài rìa thật ra con bé vẫn luôn lưỡng lự trong cảm giác cô đơn và cảm xúc mất mát bị cảm xúc không an toàn bao trùm người duy nhất con bé thân thiết thật ra chỉ có hắn nhưng hắn bận rộn như vậy cũng đã rất lâu không gần gũi với con bé nữa nhưng thật ra con bé là một đứa trẻ đáng thương vào lúc hắn phải cô đơn nhất thì sáng tạo ra con bé vào lúc hắn vẫn chưa thể sử dụng sức mạnh về mặt tinh thần thì sử dụng con bé để kích hoạt sức mạnh của bản thân từng chút một lại vào lúc hắn ngày càng ổn định càng ngày càng mạnh hơn so với con bé dường như con bé lại nhỏ yếu đi một chút hắn lại quên lãng con bé ở một bên bỏ qua nỗi cô đơn của con bé xem nhẹ nỗi sợ hãi của con bé thật ra em gái đã hỏi hắn rất nhiều lần Hỏi rằng có phải hắn sẽ vứt bỏ con bé hay không, nguyên nhân cũng chỉ vì con bé biết sớm muộn gì mình cũng sẽ biến mất sao? Cảm giác trống vắng trong lòng bỗng nhiên xuất hiện. Giờ phút này, Lục Tân cảm nhận được một cảm giác đau đớn thực sự như trái tim bị xé thành hai nửa. Bé 17 chết rồi, đã chết vào đêm ấy rất nhiều năm trước rồi. Hắn tạo ra một người em gái, dùng để che giấu chân tướng, một người em gái giúp bản thân chia sẻ những cảm xúc tiêu cực. Nhưng bây giờ em gái cũng không còn nữa rồi cảm xúc đau khổ vô cùng giống như vỡ đê điên cuồng bừng lên từ chỗ trống trong lòng hắn trên người lục tân mỗi một khối cơ bắp và xương cốt đều đang co rút vặn vẹo cảm giác khủng hoảng và bất an sâu sắc dâng lên trong lòng hắn các cảm xúc tiêu cực âm u lại sắc bén quất cho người hắn đầy vết thương hắn nhìn thấy chân tướng hắn không muốn thấy nhất cũng cảm nhận được cảm giác cô đơn và đau khổ có thể thấm vào tận trong xương tủy thật sự ý chí và tư duy của hắn trong nháy mắt đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ một giây trước lục tân còn cho rằng mình có thể gánh chịu được tất cả một giây sau hắn cũng đã bị cảm xúc tuyệt vọng nhấn chìm hoàn toàn không còn sức để chống trả trong đầu hắn chợt nhớ tới nội dung huấn luyện cho hắn của thằng làng đã từng dẫn hắn tham gia nhiệm vụ dọn dẹp ô nhiễm tinh thần chính thức đầu tiên ngươi luôn cho rằng mình có thể khống chế cảm xúc cho rằng mình có thể trở thành chủ nhân của chính bản thân mình nhưng đó chỉ là một ảo giác. Ngươi có hài lòng hay không, có đau khổ hay không, từ trước đến nay đều không phải do người quyết định. Trước khi cảm xúc thật sự ập đến với ngươi, ngươi vĩnh viễn không biết mình sẽ bị tra tấn thành dáng vẻ gì. Sụt, soạt. Như hạt cát bị gió mạnh thổi bay tới giữa không trung. Lại như bột từ vọt tới trên nam châm bằng lực hút hấp dẫn. Sau khi bị lão viện trưởng giết chết, cơ thể em gái hóa thành những mảng bột phấn tinh thần, quay về trên người lục tân. Giờ phút này, tựa như có một thứ gì đó được bù đắp trong vô hình. Nhưng lục tân vẫn không trở thành một vị trung cực, dù hắn đã lấy lại được. Thần chi hạt. Còn lại trên thế giới này từ trong tay nghiên cứu viên đời thứ nhất, còn có đứa trẻ từ trong tay của hắc hoàng hậu, có. Phẫn nộ. Cao hơn một lượng nhất định. Hắn vẫn không. Trong nghiên cứu của Thanh Cản vẫn luôn coi điều này là mối liên hệ giữa lục tấn và Ban Sơ. Ban Sơ đã tử vong, có lẽ Ban Sơ kiếm khuyết còn lại chỉ là thể kết hợp của tử vong và phẫn nộ, cho nên Lục Tân mới chỉ có thể làm nguồn ô nhiễm thứ cấp của Ban Sơ mà tồn tại, hắn có sức mạnh cao hơn trung cực nhưng lại cứ chỉ là một nguồn ô nhiễm thứ cấp. Nhưng bây giờ lão viện trưởng đưa ra câu trả lời. Suy đoán này cũng không chính xác. Lục Tân quả thực là không trọn vẹn, nhưng lại không có mối quan hệ nào với Ban Sơ hắn không trọn vẹn là do ngay từ khi vừa mới bắt đầu hắn đã chia tách một phần sức mạnh tinh thần ra lúc này sau khi em gái bị giết chết rồi biến mất một phần sức mạnh tinh thần này mới trở về thế là lục tân trở nên hoàn chỉnh sau đó hắn cũng trở thành trung cực trung cực mạnh nhất không thể khống chế được cũng chính là đại thiên sứ tuyệt vọng trong mắt lão viện trưởng mà cũng vào lúc hắn trở thành trung cực nỗi thống khổ và tuyệt vọng đủ loại cảm xúc tiêu cực của hắn đang xen ập đến với hắn. Lục Tân lúc này vẫn tỉnh táo, hắn vẫn nhớ mình muốn ngăn cản lão viện trưởng, muốn bảo vệ thế giới này, nhưng vào lúc cảm xúc ấp đến giống như một sức mạnh khác, nhấn chìm hắn hoàn toàn, khiến cho hắn mất đi hết cả niềm tin, trong lòng trống rỗng, như là một con rối. Cảm xúc lại biến thành chúa tể của bạo quân. Những hạt màu đen dao động dữ dội, vọt tới giữa không trung, nhờ vào bản năng của bọn chúng mà giao hòa với sức mạnh của bang sa hủy diệt vốn dĩ chính là bộ mặt thực sự của hạt màu đen chính bản thân bọn chúng đã gần buổi trời sinh với kế hoạch của lão viện trưởng kế hoạch hủy diệt một thế giới con à ta đã từng nói sẽ chữa khỏi cho con lão viện trưởng hoặc là nói bây giờ chỉ là hình chiếu của một phần nghi thức hiến tế này đang lẳng lặng nhìn lục tân lúc này hình như trên mặt bộc lộ vẻ xúc động chỉ tiếc có một số lúc lấy lại cảm giác hoàn chỉnh cũng không phải là một chuyện tốt hắn nhìn những hạt màu đen chập trùng lên xuống trên người lục tấn, giống như một đám mây màu đen đang bao phủ hắn. Lại như ngọn lửa bắt đầu bốc cháy vĩnh viễn không tắt trên người hắn. Mà hắn đang có ngọn lửa màu đen hừng hừng bốc cháy thì tựa như đã biến thành một sinh mạng khác. Sức mạnh của hắn và sức mạnh của mấy vị trung cực khác bắt đầu giao hòa lại với nhau, sau đó giữa chúng tạo thành một vòng tròn và các vòng cung ánh sáng ngang dọc khác nhau, nhưng ánh sáng hình vòng cung này chìm xuống, cắt vào thâm uyên, phá tan ngục tù vây khốn, bên trong có rất nhiều xúc tu màu đen duỗi ra. Rốt cuộc ban sơ được giải phóng. Ban sơ vừa bắt đầu bị giam ở tầng dưới cùng nhất của thâm uyên, sau này bị viện nghiên cứu nguyệt thực bỏ niêm phong vào tầng đầu tiên của thâm uyên. Bây giờ nó được giải phóng hoàn toàn, đi tới hiện thực. Điều này khiến nỗi lo lắng cuối cùng của lão viện trưởng được để xuống, chỉ còn lại sự thổn thức không dứt. Thần chi thí luyện kết thúc. Ông ta nhìn lục tân, dường như trong khoảnh khắc đó cái bóng của hắn bị kéo dài ra nơi xa xăm khẽ lắc đầu người thua thần chi thí luyện là quá trình người nhất định phải trải qua từ khoảnh khắc người bắt đầu bị cơn giận của thần ô nhiễm nhưng lại không biến thành quái vật thì đã định trước rồi ta cần người đi đến cuối cùng chống lại thần nhưng ở một bước cuối cùng thực ra ta đã đặt cược cược người thua chỉ khi người thua cảm xúc tiêu cực mới có thể bị kích thích xuất hiện Lúc ta đặt trước mặt người hai sự lựa chọn thông qua buổi hiến tế này, người mới có thể lựa chọn đúng lựa chọn ta đã đưa ra cho người mà không hề do dự. Đây không phải là quyết định do người đưa ra mà là quyết định do tâm trạng của ngươi. Vì để đạt được kết quả này, ta vẫn luôn không nhắc nhở ngươi ý nghĩa của bóng dáng 17 đối với người là như thế nào. Hắn chậm rãi lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Bảy vị chung cực làm nhân chứng trở về vị trí cũ, nghi thức hiến tế đã chính thức bắt đầu lan rộng ra bên ngoài thật ra mọi thứ đều đã được định đoạt rồi lão viện trưởng mời họ tới đây giống như để họ có thể lựa chọn có thể tới mà cũng có thể không tới có thể tới một mình mà cũng có thể đoàn kết với tất cả các lực lượng trên thế giới này tới đây nhưng lão viện trưởng đã sớm khắc mật mã trong sinh mệnh bọn nhỏ ở cô nhi viện đã sớm coi thâm quyên là tế đàn hắn cũng đã sớm nắm được mạch sống thực sự của lục tân cho nên cũng đã sớm xác định rồi. Ta mời các ngươi tới đây thật ra chỉ để ăn cùng nhau một bữa cơm tối vào giờ phút cuối cùng này mà thôi. Vào khoảnh khắc sức mạnh của tế đàn lan ra bên ngoài, lão viện trưởng khẽ gật đầu, vẻ mặt dường như có chút mất mát. Đáng tiếc, các ngươi cũng không muốn ở bên cạnh ông già ta đây một lần cuối cùng này. Xúc tu vương ra từ thâm viên càng ngày càng cao, đồng thời nó bắt đầu không ngừng phân tắc. Giống như từng cái xúc tu màu đỏ sậm, che khuất bầu trời, bỏ phủ tất cả những sinh mạng trong thành phố vào bên trong nó sau đó nó lại bắt đầu lấy tất cả sinh mạng trong thành phố làm trung tâm kéo dài ra chung quanh sức mạnh tinh thần dày đặc che kín bầu trời giống như tán lá cây đa đang không ngừng vươn mình che phủ toàn bộ thế giới này ở bên dưới nó đồng thời còn không ngừng đang vào nhau che lấp rủ xuống vô số xúc tu màu đỏ sậm bắt đầu trao đổi rồi lão viện trưởng đi đi lại lại trong tế đàn chăm chú theo dõi tất cả những chuyện đang xảy ra này như thể như thể nó là một phần của buổi hiến tế. Người trước khi sự kiện Hồng Nguyệt Lượng xảy ra sẽ trở về thế giới này, người sau sự kiện Hồng Nguyệt Lượng thì biến mất như một giấc mộng. Dùng một thế giới tuyệt vọng để đổi lấy một thế giới tốt đẹp và phồn vinh, đây là một chuyện rất có lợi. Nhờ vào đó mà tiêu hao hết sức mạnh của ban sơ thì càng có lợi hơn. Lúc giọng nói của ông ta vang lên, trong những sinh mệnh trong thành phố đã có vô số người bắt đầu xuất hiện thay đổi có một số người trẻ tuổi hoàng sợ nhìn cơ thể mình đang thay đổi từng chút một có một số người già thì đang nhìn cơ thể của mình dường như đang trở nên cường tráng và trẻ tuổi hơn lại thêm có rất nhiều người sớm đã chết đi không biết bao nhiêu người ý thức đang lặng lẽ khôi phục đã lâu không nhìn nắm thế giới này người ra đời trước khi sự kiện hồng nguyệt lượng xuất hiện những người đó sẽ tiếp tục tồn tại như sự trùng lập của hai thế giới có lẽ sẽ có người quên chuyện sau khi sự kiện hồng nguyệt lượng xảy ra lại có lẽ sẽ có người còn lưu lại một số ký ức nhưng cũng chỉ coi như đó là một cơn ác mộng mà những người ra đời sau khi sự kiện hồng nguyệt lượng xảy ra thì sẽ biến mất hoàn toàn không có ai là ngoại lệ ngay cả bạo quân cũng không có cách nào ngăn cản sao khi hiến tế thực sự bắt đầu thì không có một quá trình trung gian nào cả sẽ không xuất hiện chuyện từ một điểm lan chậm sang một điểm khác chỉ là từ chỗ sâu trong thâm uyên bỗng nhiên xuất hiện sau đó xông vào hiện thực như thủy triều vào giờ phút này mỗi người trong hiện thực đều hoảng hốt tinh thần trong một khoảnh khắc sau đó ở thế giới tinh thần họ nhìn thấy ảo giác xúc tu của ban đầu vương cao về phía chân trời nhìn thấy bảy vị chung cực đang cúi đầu im lặng đứng trong đám mây chung báo động của thanh cảng vang lên ngay lập tức từ khi nhóm lục tân bắt đầu xuất phát thì thanh cảng vẫn đang làm công tác chuẩn bị hoàn toàn không buông lỏng phản ứng lại ngay lập tức đối mặt với lần giáng lâm kinh khủng này thậm chí họ đều không hề cảm thấy bất ngờ hơn nữa còn chợt nghĩ đến một vấn đề khác bạo quân đi phía nam gặp mặt kẻ giả tâm thần bí nhất kia nhất định sẽ xảy ra biến cố mọi tình huống đều có thể xảy ra những bạo quân nhất định sẽ ngăn cản hắn đây là chuyện mà mọi người đều tin tưởng thậm chí họ đã chuẩn bị kỹ càng lúc bạo quân đối đầu với người kia hắn đã dùng hết sức mạnh của mình thì họ sẽ đi cứu hắn nhưng tai họa vẫn ập đến đó là vì bạo quân đã thua nhanh như vậy ư rầm rầm khi những xúc tu màu đỏ sậm mịn như tơ đang xen ép xuống đỉnh đầu trong thành phố thanh cảng bỗng lóe lên luồng ánh sáng chói mắt bé gái trong tay cầm ô điểm suýt ngôi sao váy áo tung bay lên nhẹ nhàng mà dũng cảm bay về phía giữa không trung sau đó cô nhẹ nhàng mở ô ra như mở ra một khoảng trời ngay lập tức có ánh sao vô tận kéo dài về phía cuối của thế giới này tạo thành thế đối đầu với ban đầu đang giáng lâm. Là búp bê. Cô miếng chặt khóe miệng, dùng hết sức mạnh của bản thân để ngăn cản sự giáng lâm của ban đầu, cùng lúc đó đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía nam. Tên điên, tại sao có thể có tên điên như thế? Một tiếng gào thét kinh hãi và kinh khủng vang lên trong thành phố hắc chiếu, bóng đêm tràn vào bầu trời, biến ban ngày thành đêm khuya. Đến ngay cả dạ chi quân vương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng từ trước cũng không ngờ tới, thứ mình chờ đợi sẽ là một trận đối đầu như vậy. Lúc đầu hắn nghĩ ngồi nhờ xe một lần, dưới tình huống không bị đe dọa thì sẽ biểu diễn một chút. Nhưng hắn đang nghe truyện trên TV audio CV lại không ngờ rằng, không có cơ hội biểu diễn vì sức mạnh của hiến tế đã đạt đến sức nặng của cấp độ một nền văn minh. Cũng không có lựa chọn vì đối đầu với thứ như vậy, căn bản hắn không có chỗ trốn. Ta đã từng gặp hắn, hắn là người lý trí nhất ta từng gặp. Trung tâm thành phố lân cận, Lão già mái đầu bạc trắng cũng thì thào ngẩng đầu lên, trong mắt là nỗi khó hiểu sâu sắc. Vì sao người lý trí như thế cuối cùng lại nghĩa ra kế hoạch điên cuồng như vậy, vì sao càng là người thông minh thì khi điên lên lại càng không có thuốc chữa. Trong giọng nói ông lão có sự than tiếc, quyển sách gia cừu phía sau ông lão mở ra, hướng về ban sơ ở giữa không trung. Vì sử dụng hết sức mạnh tinh thần nên ngay cả trùng thâm biên trước kia bị giam giữ lại ở trong quyển sách gia cừu cũng trốn thoát ra ngoài sau đó con trùng thâm viên này cảm nhận được một chút bỗng nhiên trùng mình đi về giữa không trung đây là một trận hiến tế không có người hoặc là nói không có bất kỳ sinh mệnh nào ra đời sau khi sự kiện hồng nguyệt lượng xảy ra có thể chạy thoát bao gồm cả trung cực dù sao thời gian ra đời của trung cực và thời gian xảy ra sự kiện hồng nguyệt lượng là cùng một mốc thời gian cho nên kết quả sau khi hiến tế xong chính là trung cực cũng sẽ biến mất đã không tồn tại lý niệm hay không lý niệm gì đó dù chỉ là bản năng thì họ cũng chỉ có thể chống lại. Họ không có sự lựa chọn, chỉ có thể đứng về phái nền văn minh. Búp bê nên đón ban sơ, kẻ trộm lửa nên đón ban sơ, trùng thâm nguyên cũng nên đón ban sơ. Trong thâm nguyên, hắc hoàng hậu cười lớn đầy tuyệt vọng. Cho dù là tái nhật đang trốn ở nơi âm u hẻo lánh nhất trên thế giới này cũng mắng một tiếng đầy tức giận vào lúc này. Nhưng sự cố gắng của họ hình như cũng không có tác dụng hiến tế của lòng giam thượng đế từ khi vừa mới bắt đầu thì đã được định trước hắn cần bảy vị trung cực làm nhân chứng bảy vị trung cực thì đã vượt quá một nửa trung cực mà trung cực là người phát ngôn của nền văn minh đời thứ nhất khi bảy vị trung cực đồng ý hiến tế bất kể là đồng ý bằng hình thức gì thì chỉ cần họ đứng ở vị trí nhân chứng thì đã có nghĩa là buổi hiến tế này bắt đầu mà một khi hiến tế bắt đầu vậy thì mặc kệ trong thế giới này còn có ai muốn ngăn cản thì cũng sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến quá trình này vì bảy vị chung cực lại công thêm cả ban sơ chính là sức mạnh mạnh nhất. Tìm xem tế đàn ở đâu? Không, phải tìm được ổ cứng sáng thế, mấu chốt nằm ở ổ cứng sáng thế. Sẽ luôn có người phát hiện vấn đề vào lúc tuyệt vọng. Giống như hậu trường của Liên minh Tiểu Thư Pháo Hỏa Tiễn và quân đoàn tận thế Dracula lúc này, viện trưởng tiết giáp của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực bị dọa nhảy ra khỏi giường, sau khi đánh một trận với nghiên cứu viên đời thứ nhất trước sở nghiên cứu xong, hắn vẫn luôn dưỡng thương, mặc dù đang là lúc giáng lâm lần thứ ba nhưng hắn vẫn còn có thể nuôi mình béo hơn chút trắng trẻo mập mạp hắn cũng đang chờ đang điều tra nhưng lại không ngờ rằng tất cả những chuyện này lại tới nhanh như vậy nhìn thấy sự giáng lâm của ban sơ buổi hiến tế được bắt đầu hắn cũng phát hiện vấn đề trước tiên nói to ông ta lấy toàn bộ thâm nguyên làm tế đàn vậy tất nhiên cần phải mượn sức mạnh của ổ cứng sáng thế điểm hạch tâm của tế đàn chính là ổ cứng sáng thế tìm được ông ta còn tìm cái gì nữa tiến sĩ an cũng nói to dẫn nổ virus tinh thần trong ổ cứng sáng thế phá hủy nó đi đây là kế hoạch của họ viện nghiên cứu nguyệt thực không có chút nào rảnh rỗi cả nhằm vào ổ cứng sáng thế động tay động chân một chút vốn dĩ cái này dùng để đối đầu với nghiên cứu viên đời thứ nhất nhưng vì vương cảnh vân tiếp nhận di sản của nghiên cứu viên đời thứ nhất bởi vậy trái lại ổ cứng sáng thế này lại rơi vào trong tay vương cảnh vân chuyện này không quan trọng mặc kệ nó rơi vào tay ai thì tận dụng khả năng lớn nhất phá hủy nó mới là chuyện quan trọng nhất tiết giáp cuối cùng thứ ngươi có chỉ là chút thông minh vặt mà vào lúc giọng nói của viện trưởng tiết giáp và tiến sĩ an vang lên hình chiếu của vương cảnh vân mượn ban sơ nhìn thẳng vào trước mặt họ ông ta lẳng lặng nhìn những người trong viện nghiên cứu nguyệt thực nhẹ giọng nói ta hiểu rõ ngươi sau lần người và các thầy cô đối đầu với ban sơ, ngươi đã bắt đầu chuyển dời áp lực, đưa thành quả nghiên cứu của lâm mặt cho thanh cản, cũng nhờ vào đó mà đẩy thanh cản lên trước sân khấu. Cho dù là gián lâm lần thứ ba thì cũng thành vật che chắn của ngươi, ngươi lấy cớ đối đầu với viện nghiên cứu cao sơn để sử dụng hết lực lượng bên trong của viện nghiên cứu nguyệt thực, nhưng trên thực tế người lại thu hẹp phòng tuyến của viện nghiên cứu vào phía sau, để thanh cản gánh vác trách nhiệm viện trợ thế giới này còn mình lại giấu sức mạnh tích lũy của viện nghiên cứu nguyệt thực đi ngươi nghĩ rằng đợi sau khi mọi thứ yên ổn thì lại dùng để cướp đoạt quyền lực sao hay là chuẩn bị để lúc ta đối đầu với thanh cản thì dùng nó đánh lén ta một cách bất ngờ viện trưởng tiết giáp nhìn hình chiếu của vương cảnh vân ở trước mặt cả người bỗng nhiên có cảm giác chột dạ khi tất cả bí mật bị phát hiện nhưng thông minh vặt cuối cùng chỉ là thông minh vặt khi vương cảnh vân nói ra câu này đã hoàn toàn đánh gục viện trưởng tiết giáp giọng nói của tiến sĩ an vang lên virus tinh thần bên trong ổ cứng sáng thế không có cách nào dẫn nổ được dường như tất cả đã bị mất liên lạc trên khuôn mặt của viện trưởng tiết giáp có biểu cảm khó có thể tin nổi bỗng nhiên tức giận nói ta không nên như vậy sao người làm được vương cảnh vân chỉ lạnh lùng gật đầu rồi biến mất luôn mà cùng lúc đó ở đâu đó trong thành phố sinh mạng trong phòng kho rộng lớn quái vật máu thịt lẫn lộn đang lớn lên lấp đầy toàn bộ không gian rộng lớn dưới lòng đất, một gốc cây quái thú này, mỗi một cành cây đều vươn dài đến trong ống nuôi cấy bằng thủy tinh trong phòng kho dưới lòng đất, khiến cho những người trong ống nuôi cấy, lúc đầu không giống nhau, có vô số điểm khác biệt đều biến thành dáng vẻ của cùng một người. Tần nhiên, mà trên cành cây của gốc quái thú này, tần nhiên, hoặc là nói khuôn mặt của Trương Tứ Hỏa, đang khẽ rung, ngọ ngoại giải dụa, trong miệng cứ tự lẩm bẩm không ngừng. Nguyện rủa nên kết thúc rồi, quá trình không ngừng giết chính bản thân mình nên kết thúc rồi, giáo sư Vương không gạt ta, đúng vậy, tất cả đều có thể kết thúc, tất cả đều có thể trở về trước lúc sự kiện Hồng Nguyệt Lượng xảy ra, khi đó, ta vẫn chỉ là một đứa bé. Ta có thể sống bình yên cả đời, ta có thể lựa chọn những gì ta muốn làm. Bất kể là chạy đi làm một tài xế lái xe chở hàng, hay là làm một đầu bếp có thể ăn vụn trong tiệm cơm. Vì ổ cứng sáng thể là do từng người khác nhau cấu thành cho nên giữa họ có những điểm khác biệt nhỏ thì công suất cũng không đạt đến mức mạnh nhất cũng chính vì như vậy nên lúc trước viện nghiên cứu nguyệt thực mới tìm được cơ hội cài đặt virus tinh thần vào trong ổ cứng sáng thế nhưng bây giờ virus tinh thần đã không có cách nào có hiệu quả nữa vì tất cả chip bây giờ đều đang bị ô nhiễm biến thành dáng vẻ của cùng một người điều này ngăn cản hiệu quả tất cả những người coi ổ cứng sáng thế như nhược điểm để có thể phá hư kế hoạch của ông ta ý thức của lão viện trưởng ung dung bước đi trong trận hiến tế này ông ta là người trùng lập của hai thời đại cũng là ý thức chủ của trận hiến tế này bước đi trong toàn bộ phạm vi hiến tế cẩn thận kiểm tra mỗi một bước của kế hoạch vĩ đại này của bản thân ông ta ông ta không thích để lại sơ hở gì là nhỏ bé nào cả để cho đối thủ cắt ngang kế hoạch của mình vào phút chót cho nên ông ta kiểm tra rất cẩn thận mà sau khi xem lại toàn bộ kế hoạch một lần nữa ông ta khẽ gật đầu nhìn về phía nơi xa trên mặt có chút cảm khái lúc đầu ta có một gia đình hạnh phúc ta thích cuộc sống này thích thế giới này một ngày nào đó người trên toàn thế giới ngoại trừ ta đều biến thành kẻ điên vậy ta nên làm như thế nào đây dĩ nhiên là để thế giới này trở lại trở lại lúc nó còn chưa bắt đầu nổi điên cây dù ngôi sao búp bê đang cầm đã xuất hiện từng vết rách giờ phút này vì có sự giúp đỡ từ quyền trượng của thần cũng vì cô được vô số người trên thế giới này yêu mến cho nên gần như cô ngưng tụ lại được sức mạnh tinh thần trước nay chưa từng có nâng cao lên trời ngăn cản sự giáng lâm của ban sơ gần như cô chỉ dựa vào một người kéo trôi đi từng giây từng phút sự giáng lâm của ban sơ cho đến khi cuối cùng cô dần dần đạt đến giới hạn dạ chi quân vương kẻ trộm lửa trùng thâm uyên tái nhật cũng không có cách nào chống lại. Xúc tu của ban sơ đã vươn dài đến trong hiện thực, khiến cho bóng người đang sống sờ sờ biến mất từng người một. Cùng lúc đó, xúc tu dày đặc đang xen giữa không trung cũng lờ mờ xuất hiện một vật khác. Ngay từ đầu, đám người từ xa nhìn lại, đó giống như một hình chiếu, có cao ốc nhà lầu sang sát, đèn đuốc sáng trưng, đường đi mới toanh, có một bầu không khí yên bình phồn vinh, làm cho lòng người an yên lại nhiệt huyết, từ xa nhìn lại, nó sáng ngời giống như Minh Châu sau đó dưới những xúc tu dày đặc hình chiếu này càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng chân thực giống như một thế giới khác đang từ từ hạ xuống từ không trung sức mạnh của hiện thực đối đầu với lần giáng lâm này đã ngày càng yếu đi khiến cho nó ngày càng gần hơn mọi người trên thế giới đều bị cảnh tượng hoành tráng này làm chấn động thậm chí họ quên kinh hoàng chỉ biết ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên họ nhìn thấy hình chiều kia ngày càng rõ ràng hơn trong đó có từng bóng người đang xen giữa hư ảo và chân thực những người này hoặc là đang đi lại trên đường náo nhiệt hoặc là đang ngồi trong văn phòng sạch sẽ hoặc là đi xuyên thẳng qua cửa hàng rực rỡ muôn màu quần áo họ mặc rất tương tất có người đi lại thông dong tự nhiên ở chỗ chưa từng có sau khi sự kiện hồng nguyệt lượng xảy ra có phần mở mắt nhìn chung quanh người phía dưới nhìn lên người phía trên nhìn xuống người phía dưới họ cách nhau ánh sao vô tận và xúc tu màu đỏ sậm hai mắt nhìn về phía nhau giờ phút này người của hai nền văn minh cách biệt thời gian hơn 30 năm, hai bên bối rối nhìn nhau. Cho nên, lúc nào mới có thể kết thúc? Lục Tân đứng trong tiếng huyên náo ồn ào chung quanh, suy nghĩ với tâm trạng u ám. Trong một thế giới ngập tràn cảm xúc, hắn biết chuyện chưa kết thúc, nhưng lại gần như quên phải phản kháng, chỉ muốn biết lúc nào nó kết thúc. Hắn biết búp bê lúc này đang dùng hết sức lực của mình, nâng một thế giới đang ập xuống lên. Thấy tính tình ba như vậy, thế mà hắn lại lần đầu tiên không hề giảm bớt một chút nào dùng sức mạnh toàn thân chống lại sức mạnh của ban sơ đồng thời để nâng cao hiệu suất sức mạnh tinh thần của bản thân lên cao hơn bóng đêm thâm trầm sen lẫn nỗi sợ hãi vô tận lớn tiếng trách cứ các cư dân của thành phố hắc chiểu khóc má nó các ngươi khóc hết cho ta các ngươi khóc càng thảm thiết càng có khả năng sống sót hắn thấy pháo điện tử của thanh cảng nhắm ngay vào bầu trời bắn ra những ánh sáng chói rọi bất lực Thấy thằng làng đang cầu hôn Linda một lần cuối cùng trước tận thế trong lúc tuyệt vọng thì bị đạp lăn ra đất. Hắn thấy mọi người trên khắp thế giới này đều đang chìm trong tuyệt vọng và mờ mịt, lại bình tĩnh khó có được, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn biết lúc này đáng lẽ mình nên đứng ra, xúc lại tinh thần, ngăn cản kế hoạch điên cuồng của lão viện trưởng, để thế giới này đi theo hướng nó nên có. Tất cả những chuyện cần thiết này hắn đều biết. Đạo lý này ai mà không hiểu. Nhưng, trong đầu hắn lúc này ông ông giống như có một vạn cái cửa điện đang kêu tiếng kêu như đang cắt chém sắt thép sức mạnh tinh thần hỗn loạn như kim thép đếm không hết cứ một cây lại tiếp một cây đâm vào đầu hắn hơn nữa còn vĩnh viễn không dừng lại hắn cố gắng đưa tay lên đưa tay về phía búp bê muốn giúp cô nhưng hạt màu đen bên cạnh hắn lại tuân theo một ý chí khác lặng lẽ nâng lên giống như một bàn tay màu đen nhẹ nhàng đè cánh tay đang vươn ra của lục tân xuống sau đó mang theo nỗi tuyệt vọng mãnh liệt xông vào chỗ khác lục tân không có sức lực để ngăn cản vì sức mạnh của hắn đến từ hạt màu đen tách khỏi hạt màu đen thì hắn chỉ là một người bình thường giống như rất nhiều người trong thế giới này rời xa thân phận tên tuổi địa vị gia đình bạn bè thì hắn sẽ chợt phát hiện ra vào một đêm nào đó hóa ra mình chỉ là một ý thức nhỏ bé như vậy mình tách biệt khỏi xã hội này thì chẳng là cái thá gì cả bản thân chỉ là một chấm nho nhỏ bị giam giữ trong lòng giam tinh thần mặc cho cảm xúc chà đạp ra tấn mình hắn có thể làm gì được thành phố này rộng lớn như vậy biển người rộng mênh mông đèn đường rực rỡ ở trong thành phố này chút ý thức này của hắn ngay cả ánh sáng của một chiếc đèn đường cũng không sánh bằng đây là một sự thật cũng là một nỗi tuyệt vọng cho nên trong nỗi tuyệt vọng sâu sắc này thậm chí lục tân bắt đầu ngóng trong tất cả kết thúc nhanh một chút áp lực vô hình đã lâu không phải chịu kia lại nhấn chìm hắn một lần nữa thậm chí hoặc là vì hắn tìm được chính bản thân hoặc là vì chính hắn có được ý thức duy nhất khiến cho hắn lại tỉnh táo hơn trước kia tỉnh táo cảm nhận tất cả áp lực này cảm nhận kỹ bọn chúng từng bước xâm chiếm ý chí mình như thế nào vốn dĩ hắn cho rằng cố gắng tìm kiếm nhiều năm như vậy mình đã có sức mạnh để đối đầu với nỗi tuyệt vọng này nhưng kết quả lại chỉ là một trò cười nếu không thì đừng phản kháng dù cho sẽ có người cười nhạo hắn yếu đuối. Nhưng lúc phải gánh chịu những cảm giác này, thực sự quá mệt mỏi, mệt đến nỗi mỗi lần hít thở đều là một gánh nặng. Cho nên, có lẽ sẽ có người cười nhạo khi hắn từ bỏ, có lẽ sẽ có người xem thường hắn, có lẽ sẽ có người giả vờ như rất hiểu cho tình cảnh của mình, ngồi tiếp trên cao nói chuyện nước miếng văn tung tóe nói hắn không nên như này không nên như kia, ra vẻ hắn ta rất mạnh, rất thông minh. Đạo lý này con mẹ nó ai mà không hiểu. Chỉ có một điều những người kia hiểu đó là họ may mắn. Vì may mắn cho nên không gặp phải chuyện như vậy, không trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng này. Cũng giống như, hắn vốn dĩ chính là một người như vậy, vì sao lúc trước lửa giận của thần cứ hết lần này đến lần khác sẽ tìm đến hắn chứ? Mi mắt trở nên nặng nề, tựa như muốn kéo tấm rèm lên che cả thế giới. Đại quái vật. Nhưng cũng vào lúc thế giới trong mắt lục tầng sắp chìm vào bóng tối, bỗng nhiên có một tiếng vang lên như ảo giác giữa tiếng ầm ĩ của cửa điện ở chung quanh tiếng gọi này khiến mi mắt lục tân giật giật hắn chợt nghĩ đến bé mười chín hắn muốn cố gắng tìm kiếm bóng dáng bé mười chín vì hắn chợt nhớ ra trước kia hắn đã đồng ý với bé mười chín nhất định sẽ dẫn con bé rời khỏi chỗ kia rời khỏi cơn ác mộng này không biết bé mười chín đang ở nơi nào nhưng chắc chắn con bé đang rất sợ hãi con à hắn nghe thấy tiếng gọi thân thiết Thấy mẹ đang nhìn hắn đầy dịu dàng, giống như tin rằng hắn nhất định có thể mang đến hy vọng. Số 9 Hắn nghe thấy tiếng bạn bè trong cô nhi viện đang khẽ gọi mình, vì chính hắn thiếu nợ họ. Tỉnh lại đi. Hắn thấy búp bê đang nắm lấy cánh tay mình, khẽ lắc nhẹ nhẹ, lúng cúng như vậy, giống như cô gái nhỏ bị đám người hù dọa. Tất cả những âm thanh này khiến cho ánh mắt của hắn vẫn luôn không thể nào nhắm lại thực sự như khi còn trong thâm nguyên, không chết nổi vẫn đang chống chọi sao ở trong một mức độ mà sức mạnh tinh thần đang xen vào nhau trở thành biển lớn mỗi người cũng bắt đầu vì trận hiến tế này mà hòa vào với nhau có thể nhận thức lẫn nhau lão viện trưởng hơi nghiêng đầu ông ta thông qua thế giới của tinh thần nhìn về phía lục tân khẽ lắc đầu ông ta đã sớm tính toán đến chuyện thần chi hạt mất khống chế sẽ dẫn đến áp lực lớn như thế nào cho ý thức của con người không ngờ rằng hắn vẫn kiên trì tra tấn ở mức độ này mỗi một giây một phút người kiên trì thì đều đang chịu trừng phạt tinh thần ban cho sao phải cố chấp như vậy chứ con à lão viện trưởng khẽ lắc đầu nhìn về phía nền văn minh đã bắt đầu ấp xuống thế giới này mãi cho đến khi bỗng nhiên có một tiếng kêu vang lên vô cùng rõ ràng tiếng kêu lấn áp tất cả tạp âm vang lên anh trai bỗng nhiên lúc đó lục tân chợt mở mắt chỉ cảm thấy thủy triều đen nghiệp trên đỉnh đầu nhưng dường như trong nháy mắt lại biến mất Tiếng tạp âm ồn ào ầm ĩ bên tai cũng biến mất tan thành mây khói vào giờ phút này, trong lỗ tai và trong đầu hắn đều trống rỗng, chỉ có tiếng gọi vô cùng rõ ràng vừa rồi. Nhưng lại không biết đến cùng thì tiếng vọng kêu gọi đó là thật hay là giả, vẫn còn dư âm vang vọng trong lỗ tai. Cái đó là. Dường như đến tận lúc này, không khí mới tràn vào lồng ngực Lục Tân một lần nữa, xua tan đi cảm giác hít thở không thông. Lục Tân không biết đây là thật hay là giả hắn chỉ có thể nhìn sang chung quanh đầy căng thẳng anh trai tiếng gọi lại vang lên lần nữa lần này lại càng rõ hơn lục tân thấy bên cạnh mình những hạt màu đen đã mất khống chế kia bỗng nhiên tách sang hai bên giống như tấm màng bị vén ra sau đó hắn thấy một cái đầu nhỏ chui vào xuất hiện trước mặt hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xấu xí có đôi phần căng thẳng nhưng cũng nở nụ cười tươi đắc ý là em gái dường như em gái vẫn giống như trước kia đột ngột xuất hiện sau đó bò tới bên cạnh Lục Tân. Em gái. Niềm vui mừng to lớn tràn ngập vào lồng ngực Lục Tân, hắn theo bản năng gọi ra thành tiếng, trong giọng nói dường như cũng có chút nghẹn ngào. Anh, sao người lại khóc? Em gái xuề hai tay nhỏ ra, bò về bên cạnh Lục Tân. Mà cùng lúc đó, sức mạnh tinh thần xung quanh Lục Tân cũng dao động dữ dội, hạt màu đen như xoáy sâu vào trong suy nghĩ, bỗng nhiên di chuyển trở về người hắn rất nhanh, mà động tác như vậy khiến cho gần như toàn bộ tế đàn đều bị ảnh hưởng cung vào đúng lúc này lão viện trưởng chợt xoay người lại ông ta thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nhanh chóng bò về phía lục tân kia vẻ mặt có chút kinh ngạc chuyện này sao có thể chứ khi nảy ra suy nghĩ này trong đầu ông ta chợt cầm súng lên một tiếng đoàn vang lên bắn trúng vào bóng dáng nhỏ bé kia hình bóng kia lại biến mất trước mặt lục tân tan biến giống như bọt biển nhưng, lần này thậm chí hắn còn chưa kịp đau buồn thì chung quanh bỗng nhiên vang lên rất nhiều tiếng gọi. Anh trai! Anh trai! Vắt cổ chảy ra nước. Thằng ngốc! Lão dê già thích chân dài. Trong dòng chảy tinh thần hỗn loạn chung quanh, cứ lần lượt xuất hiện bóng dáng mặt váy trắng nhỏ, bò lên xuống trái phải, vòng vèo, loanh quanh tới lui, những bóng dáng em gái khác nhau cứ từng người từng người bò đến gần lục tân, có người trên người tứ chi mọc chi chít giống như cành cây, có người giống như một con nhện con khỏe mạnh tháo khỉnh có người khuôn mặt mập mập giống như thịt viên có người đang bò trên không trung như con dung khắp nơi ở chung quanh đều là em gái đang bò về phía lục tân rất nhanh số lượng quá nhiều khiến cho ngay cả lão viện trưởng cũng sững sờ tay cầm súng khẽ rung lên ông ta bình tĩnh và không ngoan như vậy lại lần đầu tiên xuất hiện cảm giác ngây ngốc trong tay ông ta vẫn cầm súng nhưng lại không biết nhắm vào chỗ nào anh trai lửa đã cháy đến mông người rồi mà người vẫn ở đây để khóc rất nhiều bóng dáng em gái bò về phía lục tân đủ kiểu ôm lấy cổ lục tân vụng về mà sợ hãi mà trong số những em gái này rốt cuộc có một bóng dáng bò nhanh nhất cố gắng vọt ra khỏi đám người bò tới bên cạnh lục tân ôm lấy cổ hắn sau đó trước tiên là bắt đầu oán trách ngươi không quan tâm ta cũng không biết ta có theo kịp hay không trong mắt người đều chỉ là tiền và vợ thôi đồ chơi của ta đã bị ông ta làm hỏng rất nhiều cái ngươi nhanh bảo hắn đền cho ta đi âm thanh ngang ngược nhỏ nhỏ không nói đạo lý quen thuộc vang lên bên tai lục tân khiến lục tân hạnh phúc đến nỗi choáng váng lúc bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của em gái chạm vào da hắn đầu lục tân chợt trở nên tỉnh táo trước nay chưa từng có bỗng nhiên lúc đó hắn hiểu ra vấn đề điều này khiến hắn gần như muốn lớn tiếng cười ngây ngô không để ý đến hình tượng muốn khoe khoang đúng vậy đây là em gái là em gái thật sự. Quả thực lão viện trưởng vừa mới giết chết em gái, nhưng ông ta không hiểu em gái. Trông có vẻ lão viện trưởng biết hết tất cả, thật ra cũng không thể có thể tính toán tất cả mọi thứ trong kế hoạch của ông ta thật. Dường như em gái do ý thức và sức mạnh của hắn tạo nên. Nhưng em gái có suy nghĩ của riêng mình, có ý thức của riêng mình, thậm chí con bé còn có giả tâm nho nhỏ của riêng mình. Con bé đúng là một nhân cách khác cho nên dựa theo cách hiểu của lão viện trưởng thì chỉ cần tiêu diệt ý thức của nhân cách khác này, như vậy thì tất cả cảm xúc tiêu cực sẽ quay lại, vào khoảnh khắc sức mạnh của ban sơ đi vào hiện thực, thì sẽ đánh gục hắn hoàn toàn. Ông ta muốn hắn mất khống chế. Ở một mức độ nào đó mà nói, kế hoạch của ông ta quả thực đã thành công, lý luận cũng có thể cân nhắc hiểu được. Nhưng ông ta lại không chú ý đến một điểm, em gái nào có giết chết dễ dàng như vậy được. Em gái là một tiểu phú bà từ rất lâu trước khi bắt đầu khi con bé nhận ra điểm yếu của mình sợ rằng sẽ có một ngày bị vứt bỏ lại bắt đầu kiếp sống nhặt ve chai không biết mệt mỏi con bé nhặt nhạnh từng cạnh góc sừng của con quái vật lên nhét vào trong túi đeo trên lưng mình giống như một con quái vật tinh thần đang không ngừng cắn nuốt những bộ phận của những người khác biến thành một bộ phận của mình hình thành thân thể của mình mà quái vật tinh thần lại rất khó có thể giết chết giết chết phần này thì phần khác vẫn có thể sống lại cho nên em gái có rất nhiều bộ phận trong ba lô của con bé mỗi một bộ phận đều là con bé trong những tính toán của lão viện trưởng đã bỏ sót điều này mà điều quan trọng khiến hắn đã bỏ sót khâu này nằm ở chỗ lục tần suy nghĩ trong đầu chợt vang lên một tiếng trăng rắc rõ ràng lại xa xăm cái kéo là cái kéo của mẹ mẹ cũng đã sớm sử dụng cái kéo của bà để giúp hắn và em gái phân tách độc lập ngay vào lúc trước, trước khi mẹ rời đi, lúc nghiên cứu viên đời thứ nhất ép mẹ phản bội hắn, bà đã chì cái kéo ra về phía hắn, một nhát kéo kia đã phân tách hắn và em gái ra, mãi cho đến sau này gặp lại ở thanh cảng, em gái đã biến thành một cá thể độc lập. Một nhát kéo kia đã vượt qua dòng chảy thời không, tạo ra tác dụng có tính chất quyết định trong giờ phút then chốt này. Lão viện trưởng cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường dù cho lý luận của ông ta có mạnh đến đầu thì cũng đã sa sút coi thường một số chi tiết nhỏ nhưng thực tế. Ông ta luôn miệng nói tin sinh mệnh trên phương diện tinh thần cũng là sinh mệnh, nhưng chưa bao giờ ông ta nghĩ họ cũng có ý thức hoàn chỉnh. Em gái không phải là ý thức phụ thuộc của hắn. Con bé là một sự tồn tại độc lập, mặc dù khác yếu ớt nhưng tuyệt đối không dễ đối phó dễ dàng như vậy. Vù, và... Lúc trong đầu Lục Tân hiểu ra chuyện như vậy, hạt màu đen cũng đã bay lại quay về bản thân hắn rất nhanh tinh thần là đứa vừa trung thành vừa thích phản bội trong chớp mắt suy nghĩ lục tân quay về bọn chúng cũng trở về theo giống như là tâm tư suy nghĩ phân tán bay tán loạn bốn phía vào lúc hắn thấy mất mát thì vào lúc hắn trở nên khá hơn chúng cũng chợt nghe lời hơn lục tân trắng chặt hàm răng từng lớp gợn sóng màu đen đung đưa bên cạnh hắn giống như muốn cố chấp chống chọi xua tan sức mạnh tinh thần dày đặc ở chung quanh Giành được tự do cho bản thân mình. Nhưng vất vả không ngờ, toàn bộ tế đàn đã biến thành một thể thống nhất, thậm chí còn dung hợp cả nửa thế giới. Điều này khiến Lục Tân đứng ở vị trí người chứng kiến giống như bị hút vào keo siêu dính, không thoát ra được. Nghi thức hiến tế lồng giam của thượng đế do sự chứng kiến của bảy vị trung cực thúc đẩy, nhưng sau khi thúc đẩy thì nó lại khóa bảy vị trung cực lại, sức mạnh cầm tù này cũng cấp độ với sức mạnh của ban sơ cho dù là lục tấn bây giờ thì cũng rất khó thoát ra được. Thậm chí trên người lục tấn bắt đầu xuất hiện những vết thương da tróc thịt bong, nhưng từ đầu đến cuối hắn không có cách nào có thể thoát ra được. Anh trai, ta giúp ngươi. Giọng nói của em gái chợt vang lên, dường như con bé đã lấy hết dũng khí, giúp đỡ rất hào phóng. Giống như lúc lục tân từng không có năng lực, muốn kiếm thêm phần thu nhập ở đặc thanh bộ của thanh cảng kia, con bé cũng quyết định giúp đỡ mà cũng vào lúc cô bé nói ra câu này bàn tay nhỏ của cô bé đang ôm cổ lục tân sau lưng cô bé là rất nhiều em gái bò về phía cô bé theo những hướng khác nhau đám em gái đó cứ lần lượt nối tiếp nhau bò lên người em gái hợp nhất với cô bé cũng khiến cho lượng cấp tinh thần của cô bé cũng ngày càng cao thân thể cũng ngày càng lớn đồng thời phong cách cũng trở nên ngày càng đặc biệt lục tân đã nhận ra sự thay đổi của em gái hắn chợt phản ứng lại ngươi đây là muốn hắn nhớ tới giả tâm mà em gái đã từng bộc lộ ra con bé muốn trở thành nữ vương mỗi một đứa em gái đều là phân thân của con bé mỗi một phân thân cũng đều có những tính chất đặc biệt khác nhau của riêng mình nhưng những tính chất đặc biệt khác nhau này lại cùng hòa trộn nhào lặn vào với nhau đúng vào lúc này giống như năng lực hệ người nhện có thể lôi kéo cánh tay của tất cả mọi người trong thành phố lại tạo thành một cái lưới lớn lúc này những tính chất đặc biệt khác nhau rất nhanh đã tập hợp vào người em gái cơ thể em gái cũng xuất hiện cảm giác khâu vá kỳ diệu bởi vậy một năng lực đến ngay cả lục tân cũng không thấy rất nhanh đã thành hình cấp độ của lục tân đã gần với ban sơ nhất như vậy cấp độ của bản thân em gái thật ra cũng giống vậy ý thức bình thường không có khả năng khâu vá dưới nhiều đặc chất như vậy mà vẫn có thể duy trì giữ cho mình không bị pha loãng nhưng đây chính là em gái trái một miếng phải một miếng trên đầu đội vương miệng mã não trên chân lại đi giày cỏ cầm trong tay một cây bút máy tơ vàng tay phải lại cầm một nửa cây quyền trượng bằng gỗ giống với hình tượng chung cực trong không gian đặc biệt sức mạnh tinh thần giao hòa này sức mạnh của em gãi cũng càng lúc càng lớn trăng nanh bé bé xinh xinh của con bé cắn chặt lại kéo lục tân ra ngoài sau đó chặn sức mạnh tinh thần dữ dội lại cho lục tân con bé tạm thời thay lục tân trở thành người chứng kiến nhờ vào đó mà lục tấn được tự do nhanh đi con bé lớn tiếng nói ra vẻ như một người lớn rất có chủ kiến bàn tay bé nhỏ khẽ vuốt nhẹ vết thương trên người lục tân chỗ nào đầu ngón tay chạm đến thì sức mạnh hệ người nhện lại khôi phục vết thương trên người lục tấn lại như cũ giống như rất nhiều lần trước kia con bé cũng làm vậy cũng an ủi nhanh đi nhanh đi đi vết thương có ở trên người người khác thì sẽ không đau nữa đâu thế mà em gái thực sự trở thành chung cực vẻ mặt lục tân trông có vẻ khó có thể tin nổi lao về phía trước cùng lúc đó lại không nhìn được nảy sinh một suy nghĩ. Công danh vị này tương lai gọi thế nào đây? Nữ vương trách trưới đại nhân. Vì sao mỗi một bước trong kế hoạch đều chuẩn bị tỉ mỉ, cuối cùng sẽ xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn chứ? Lão viện trưởng tức giận nhận những chuyện đã xảy ra kia, chỉ có điều ông ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, sức mạnh của Lục Tân và em gái quá mạnh, ông ta cũng không có cách nào trực tiếp tiến lên để ngăn cản, dù sao thì ông ta chỉ là một người bình thường, có năng lực quan sát tất cả những điều này thậm chí có thể khống chế một phần sức mạnh đổi được từ chỗ ban sơ để đánh giết những ý thức yếu ớt trong hiến tế nhưng dù sao thì sức mạnh này cũng không phải là của ông ta trận hiến tế này cũng không phải vì đổi lấy sức mạnh cho bản thân ông ta cho nên hắn bất lực không thể ngăn cản chuyện như vậy xảy ra cũng không kịp ngăn cản nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Hắn thấy hạch tâm của buổi hiến tế này là Lục Tân chợt có được tự do, nhưng cũng chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Dừng lại. Lục Tân được bao quanh bởi các hạt màu đen vô tận, những nơi hắn đi qua, tất cả sức mạnh tinh thần đều bị xung kích khuếch tán ra xung quanh, điều này khiến hắn như đang đi trong biển rộng, bóng dáng hắn chợt lóe lên một cái, cũng đã xuất hiện trước mặt lão viện trưởng, trầm giọng mở miệng. Lão viện trưởng chậm rãi lắc đầu. "Ta." Vào lúc ông ta lắc đầu, con người trong mắt Lục Tân hơi co lại, sức mạnh vô hình trong nháy mắt xé nát hắn. Mặc dù biết rõ không giết chết được, nhưng vẫn muốn giết. Ta không có lý do gì để dừng lại, cũng không cần thiết phải dừng lại. Lục Tân lại lần nữa đưa tay ra, hạt màu đen tuôn ra, bóng dáng của lão viện trưởng lại bị xé nát một lần nữa. Sau một lúc, Lục Tân bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, hạt màu đen tuôn ra cuồn cuộn quanh người, đột nhiên lần theo không gian dường như vô tận này mà chìm xuống phía dưới dựa vào trực giác do sức mạnh tinh thần giao thoa mang đến mà trực tiếp xông thẳng vào chỗ sâu nhất của không gian tế đàn nơi đó có hạch tâm của tế đàn này cũng chính là ổ cứng sáng thế hạt màu đen giống như nước thủy triều màu đen kịp ào ào chảy xuống phía dưới xoẹt tiếng sức mạnh tinh thần va chạm và xé nát lẫn nhau vang lên ổ cứng sáng thể cảm nhận được nguy hiểm tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng phóng về phía lục tân cùng lúc đó chung quanh ổ cứng sáng thế cũng có một luồng ý thức khơi gợi sức mạnh tinh thần vô tận, nên đón Lục Tân. Là quốc gia ảo tưởng của thành phố sinh mệnh. Vào lúc sức mạnh của hắn đang xen vào đó, hắn chợt phát hiện ra chân tướng, Trầm Ngân nhìn xuống thì thấy một cái não trong chậu thủy tinh bị bịt kín, có cái ống to cắm vào trên chậu thủy tinh, từ bên trong phát ra lớp lớp tín hiệu tinh thần. Cái đó là... Lục Tân bỗng nhiên nhận ra cái não này là của ai? Số 1 Số 1 đã từng được lão viện trưởng cứu sống, nhưng nghe nói cũng đã chết. Hắn bị làm thành một cái đại não để ở trong chậu thủy tinh, trở thành giáo chủ giáo hội khoa học và công nghệ, cũng là quốc vương của quốc gia ảo tưởng. Khó trách, lúc hắn vào thành thì gặp rất nhiều người đang đi đường cũng dừng chân, vẫy tay chào hắn. Số 7 nói đó là người quen đang vẫy tay chào. Đúng vậy, đó là người quen, cũng là một người trong đám bạn học của hắn. Vì hắn biến thành dáng vẻ như hiện tại nên không có cách nào ra mắt gặp nhau cũng không có cách nào tham gia vào cuộc họp lớp do lão viện trưởng tổ chức, hắn chỉ có thể khống chế người đi đường trong thành phố, khẽ vẫy tay chào hắn và những người bạn học khác để thay cho buổi gặp lại này. Trắc. Lục Tân bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, thậm chí ánh mắt của hắn có vẻ âm u, tức giận nhìn sang lão viện trưởng. Ngươi xem lại mình xem, rốt cuộc người đã làm cái gì? Sắc mặt lão viện trưởng có vẻ ảm đạm đi, dường như định mở miệng nói chuyện nhưng lục tân căn bản không chờ ông ta mở miệng thì hạt màu đen đã xé nát ông ta lần nữa sau đó xoay người lại lao thẳng từ trên xuống lửa giận trong người hắn cứ tăng vọt từng tầng một khiến cho sức mạnh tinh thần của hắn cũng càng ngày càng cuồng bạo hơn giống như thiên thạch màu đen rơi từ trên trời xuống có ý đồ hủy diệt mọi thứ mỗi lần rơi xuống một phần sức mạnh cũng tích tụ một phần giống như một ngọn lửa bất diệt những hạt màu đen cọ sát vào nhau và xung đột với nhau lớp lớp rơi xuống phía dưới rơi vào vị trí ổ cứng sáng thế, trung tâm tế đàn ở thâm nguyên. Soạt. Giống như một thanh kiếm màu đen, xé rách cả vùng đất, bắn lên dung nham màu đỏ tươi. Hai lớp sức mạnh huyễn hoặc khổng lồ, vào giờ phút này bị hạt màu đen trực tiếp hòa tan, xé ra một lỗ hổng rất lớn. Sau đó, trong tầng tầng lớp lớp ảo ảnh, vang lên tiếng dụng cụ pha lê vỡ vụn, còn có tiếng quái thụ bị xé rách như máu thịt, lục tấn thấy từng khuôn mặt không trọn vẹn, bắn tung tóe ra mặt đất nhìn kỹ lại, hắn lại cảm thấy có phần hơi quen. Đã từng gặp qua ở đâu đó. Không quan trọng. Hắn thừa thắng xông lên phá hủy ổ cứng sáng thế, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện sức mạnh tinh thần ở chung quanh vẫn đang sao động dữ dội. Sức mạnh của hiến tế vẫn đang lưu chuyển, nền văn minh trước khi sự kiện hồng nguyệt lượng xảy ra vẫn đang gián lâm. Không có tác dụng gì đâu. Bóng dáng của lão viện trưởng chậm rãi xuất hiện ở sau lưng hắn, giống như đang nhìn thiếu niên tức giận mà cố gắng vô ích nói khẽ tác dụng của tế đàn chỉ là để hấp dẫn sự giáng lâm của ban sơ dâng lên tế phẩm ký kết khế ước mà bây giờ hiến tế đã bắt đầu ban sơ cũng đã giáng lâm thậm chí nó đã bắt đầu thụ hưởng tế phẩm của chúng ta ngươi lại phá hủy tế đàn còn có thể có tác dụng gì chứ lục tân vội quay người duỗi bàn tay ra chụp vào mặt lão viện trưởng hạt màu đen tuôn trào tạo thành thủy triều cực lớn dường như có thể nhấn chìm hoàn toàn lão viện trưởng trong khoảnh khắc nhưng lần này cũng không nhấn chìm ông ta thật lục tân không tiếp tục lần lượt tiêu diệt cái bóng của hắn một cách vô ích hắn chỉ giận giữ nghiến chặt hàm răng nhất định sẽ có cách đúng thế hứng chịu cơn tức giận của lục tân lão viện trưởng lại có vẻ bình tĩnh khác thường khẽ gật đầu sau đó ông ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hạt màu đen của lục tân vẻ mặt ngạc nhiên nhưng lại lóe lên một ánh sáng lạnh lùng. Một khi hiến tế đã bắt đầu thì không có ngoại lực nào có thể phá hủy được nó. Nhưng quả thực đúng là có cách có thể cắt ngang. Ta đã từng dạy các ngươi rằng càng là thứ phức tạp thì càng dễ dùng cách thức thô bạo để phá vỡ. Bây giờ cũng giống như vậy, hiến tế là do bảy vị trung cực làm nhân chứng thúc đẩy, cũng là do bảy vị trung cực đại điện cho thái độ của tế phẩm, như vậy, chỉ cần giết chết chung cực làm nhân chứng thì dĩ nhiên cũng có thể cắt ngang trận hiến tế này, chỉ có điều là. Khi ông ta nói đến đây, khuôn mặt có vẻ kinh ngạc nhưng lại có vẻ lạnh lẽo, thậm chí còn nở nụ cười có chút điên cuồng, ánh mắt như đang nhìn thấu lòng lục tân. Ngươi có bằng lòng hay không? Giết hết họ, để ngăn cản cuộc hiến tế này, ngươi có bằng lòng hay không? ầm ầm Giống như có tiếng sấm sét vang lên bên tai hắn, vẻ tức giận trên khuôn mặt lục tân biến mất trong nháy mắt hắn lui về sau hai bước lão viện trưởng trong đôi mắt hắn lạnh lùng nham hiểm tức giận ở sâu trong đôi mắt có thể thấy sự điên cuồng đang dâng trào khiến người ta sợ hãi cho đến giờ phút này hắn mới chính thức hiểu được sự đáng sợ của lão viện trưởng quả thực lão viện trưởng chỉ là một người bình thường kế hoạch của ông ta cũng không phải là một kế hoạch hoàn mỹ trong đó nhất định sẽ xuất hiện sơ hở một số chuyện trước đây ông ta không suy tính đến cuối cùng sẽ xuất hiện quấy nhiễu kế hoạch của ông ta ông ta không biết mình sẽ để lại sơ hở gì nhưng từ đầu đến cuối ông ta đều sẽ suy xét nhiều hơn như vậy thì cho dù trong kế hoạch xuất hiện biến số ông ta cũng vẫn có thể cam đoan rằng kế hoạch của mình được tiếp tục thực hiện ví dụ như đúng là ông ta không tính đến sự thay đổi của em gái không ý thức được việc thoát vòng vây của mình nhưng ông ta lại chuẩn bị tốt cho vấn đề khó khăn lớn hơn từ sớm hóa ra hắn thật sự có thể ngăn cản cuộc hiến tế này cứu vớt thế giới tuyệt vọng sau khi sự kiện hồng nguyệt lượng xảy ra này. Nhưng, giết chết bảy nhân chứng. Hắn ngẩng đầu nhìn vào không trung, nhìn vào từng gương mặt đau khổ nhưng lại không thể tự quyết định kia. Hắn đã từng giết chết họ một lần, công trên lưng nổi ấy nấy vô hạn, bây giờ, chẳng lẽ lại giết chết họ lần thứ hai? Chỉ có thể lặp lại bi kịch này, mới có thể ngăn cản cuộc hiến tế này. Tại khoảnh khắc này, lửa giận trong lòng lục tân lập tức đạt tới đỉnh điểm hắn không thể chịu nổi kế hoạch thốt ra từ miệng lão viện trưởng thậm chí chỉ mới nghĩ tới một chút thôi đã cảm thấy điên cuồng lắm rồi vì lửa giận của hắn hạt đen cũng trở nên kích động tựa như mây đen cuồn cuộn từng tầng cuốn thẳng lên trời cao như muốn lấp đầy toàn bộ không gian thâm uyên méo mó đốt đến biến dạng trong mắt hắn ngọn lửa đen bốc cháy hừng hực như sao trời lạnh lùng nhìn về phía lão viện trưởng nhưng đúng lúc này lục tân trông như ác ma không ngừng rít gào giữa ngọn lửa đen lại không có vì tức giận mà phẫn nộ thả ngọn lửa một cách vô tội và khắp bốn phương tám hướng dù rằng hắn thậm chí đã nâng tay lên nhưng cuối cùng lại dừng động tác trong tay lại hắn trầm ngâm đứng đó một lúc lâu phản phất như có tiếng thở dài truyền ra từ trong ngọn lửa đen sau đó hắn chậm rãi mở to hai mắt hạt đen cũng từ từ ổn định trở lại tức giận không phải là cách giải quyết vấn đề bắt đầu từ lúc lục tân trở thành người thì đã nhận ra điều này còn lão viện trưởng vốn đang lạnh lùng thậm chí có hơi cao ngạo nhìn lục tân bộ dạng có vẻ như đang khiêu khích hắn ông ta không sợ lửa giận của lục tân tất nhiên cũng không sợ phải đối đầu với hắn dù rằng lửa giận của lục tân có thể thiếu cháy ông ta vô số lần thì cũng chỉ vậy mà thôi chỉ là chính ông ta cũng không ngờ được rằng lục tân sẽ có thể đột ngột lấy lại bình tĩnh như thể bỗng nghĩ thông suốt chuyện gì điều này khiến ông ta có hơi tò mò dần lấy lại bình tĩnh nhìn về phía lục tân lúc này cả người lục tân như bị bao phủ trong ngọn lửa tinh thần hỗn loạn biến thành từ hạt đen chẳng sợ lão viện trưởng đã mượn sức mạnh của bạn sơ để ổn định ý thức của mình thì cũng chẳng thể nào nhìn thấu hạt đen trong tay lục tân bởi vậy ông ta chỉ có thể cau mày cố gắng quay người phía lục tân nhưng cũng ngay tại lúc này hắn bỗng phát hiện không gian vặn vẹo xung quanh đang dần rời xa như những dải lụa tung bay trong gió bỗng tan ra ngay trước mắt sức mạnh tinh thần hỗn loạn chồng chéo lên nhau biến đổi không ngừng cuối cùng dần ổn định lại lão viện trưởng phát hiện bản thân lại một lần nữa quay về lại tòa dân cư ban sơ vách tường đèn treo sàn nhà đều biến từ ảo thành thật ngay cả đồ ăn trên bàn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút hệt như những cảnh tượng méo mó mờ ảo nãy giờ chỉ là một hồi ảo tưởng thực tế nãy giờ ông ta vẫn đang ngồi ở một đầu chiếc bàn dài này còn lục tấn thì ngồi ở đầu đối diện hai bên bàn những người khác nằm gục trên ghế, họ vẫn đang chịu đựng nỗi khủng hoảng và tuyệt vọng trong thế giới tinh thần. Lục Tân bây giờ hình như đã không còn tức giận nữa, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, tay nhẹ nhàng nâng chai rượu lên. Chậm chậm rót cho mình một ly. Sau khi nghỉ ngợi một hồi, hắn nghiêng bình rượu, chất lỏng bên trong đổ xuống đất thành dòng, ly rượu của lão viện trưởng phía xa thình lình đầy tràn. Thoạt nhìn hệt như có phép thuật vậy. Vậy nên, Lục Tân chậm rãi thả bình rượu xuống, cao mày, như đang suy nghĩ chuyện gì. Là người cố tình sắp xếp cục diện như vậy cho ta. Giọng điệu của hắn như đang thỉnh giáo chuyện gì. Vì chuyện quá khứ nên cố ý bày ra cục diện như vậy để ra tấn ta. Chuyện này. Việc quay lại tòa dân cư khiến lão viện trưởng có hơi hoảng hốt, nhưng chỉ lát sau ông ta đã điều chỉnh tốt trạng thái, sau vài giây im lặng, bỗng mỉm cười lắc đầu. Cũng không hẳn, ông ta vẫn thông dong và tự nhiên như trước, còn cười khẽ một tiếng giải thích. Đứa nhỏ, tất cả những gì ta sắp xếp đều dựa theo lý trí cả, mục đích chỉ là để bảo đảm buổi hiến tế sẽ diễn ra bình thường, thế nên ta mới bố trí như vậy. Ta biết người sẽ không làm như thế, tất nhiên cũng sẽ không đánh gãy kế hoạch của ta. Hồi trước, sau khi sự kiện đó xảy ra, ngươi như biến thành một thứ hoàn toàn khác. Hay nói đúng hơn là một người. Nếu nói vậy, lục tân trầm ngâm một lát sau đó thăm dò nói cảm ơn lão viện trưởng yên lặng mỉm cười sau đó lắc đầu nói đây là sự nỗ lực của chính ngươi chỉ là ta vẫn chưa hiểu sau vài giây im lặng lục tân nhẹ giọng nói tại sao nhất định phải thúc đẩy buổi hiến tế này diễn ra tại sao lại kiên quyết tới vậy câu hỏi này nghe có vẻ hơi lặp lại nhưng lão viện trưởng lại nhanh chóng hiểu ra lý do tại sao Lục Tân lại hỏi như thế, ông ta cũng chẳng hề giấu giếm, nhẹ giọng giải thích. Vì chỉ có cách đó mới được. Đây là một thế giới chìm trong tuyệt vọng, người phải thừa nhận một điều rằng, người không có cách nào ngăn cản ban sợ gián thế, càng không phải đối thủ của nó. Quan trọng hơn, toàn bộ thế giới này đều đã chìm vào tối tăm và điên cuồng, vốn đã đứng bên bờ vực sụp đổ và hủy diện, khi thế giới này trở nên cuồng dại và tuyệt vọng, khi nó đã rời xa khỏi tốt đẹp và hy vọng liệu nó có cần phải tiếp tục tồn tại nữa không khi nói ra những lời này tâm trạng của ông ta như bị thứ gì đó kích thích nâng ly rượu mà lục tân rót cho ông ta lên ngay trước mặt hắn đừng giả vờ không biết ông ta cầm ly rượu ánh mắt dời từ miệng ly về tới gương mặt lục tân giọng nói cũng lạnh đi nhiều kỳ thật người đã nhìn thấy dáng vẻ chân chính của thế giới này hiện tại đương nhiên người có thể nói rằng thế giới này rất tốt đẹp cuộc sống không tệ nhưng cả ta và người đều biết rõ đây chỉ là vì người quá mạnh mạnh đến mức khiến tất cả mọi người phải cân nhắc tới cảm thụ của ngươi nên người mới nhìn thấy nó tốt đẹp nhưng bộ mặt thật của thế giới này chẳng lẽ người chưa từng nhìn thấy sao khi người bị nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất thả về thanh cảng hoặc trước khi người được đặt thanh bộ thanh cảng chưa mộ cuộc sống của người thế nào chẳng lẽ còn cần ta nói cho ngươi biết sao lời nói của lão viện trưởng tựa như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào bản chất vấn đề lục tân chỉ biết im lặng không nói khoảng thời gian đó đúng là đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp bản thân mỗi ngày đều nghiêm túc công tác còn chưa học được cách lười biếng và trốn việc nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đột ngột trốn việc mỗi ngày mình đều làm việc đến khuya nhận được lượng cũng tiếc không dám mua thứ gì nhưng số tiền tích góp được lại chẳng thể để cho đám trẻ ở tiểu học trăng đỏ được ăn no mặc ấm mình rất cố gắng cô giáo tiểu lộc cũng vô cùng nỗ lực nhưng cuộc sống của cô cũng rất gập ghềnh hơn nữa còn bị vô số ánh mắt lạnh lùng từ chối ngoài cửa cô khóc lóc kể lể rằng những người đó có thể ăn miếng bít tết giá mấy trăm đồng còn ta chỉ muốn thêm quả trứng cho mấy đứa nhỏ đó quả thật là một cuộc sống tuyệt vọng đến nỗi khiến con người ta không dám nghĩ tới tương lai ngươi chỉ sống ở thanh cảng còn ta đã tới khắp các ngõ ngách lớn nhỏ trên thế giới này Giọng nói của lão viện trưởng lúc này bỗng trở nên có hơi nặng nề. Thế nên những thứ mà ta nhìn thấy nhiều hơn người rất nhiều. Ta nhìn thấy bộ mặt thật của thế giới, thấy được thị trường lao động đầy tham lam, họ xem người như gia súc, dùng xích sắt khóa lại, dắt đi bán, nhìn thấy những buổi triển lãm quái dị và tàn nhẫn, chúng lột da đứa trẻ 5 tuổi rồi quần chúng trong một lớp vải đen cho chó. Nhìn thấy những nô lệ áo rách quần manh công lưng trên ruộng dùng tay không đào đất, tay họ đầm đìa máu tươi lộ ra cả xương cốt trắng bệch chỉ vì đào xới nền đất lạnh cứng. Cũng thấy được một đám quý tộc thế hệ mới trầm mê, sa đọa trong hương hắc thảo, họ cho rằng địa vị cao cao tại thượng của họ là điều hiển nhiên, chưa từng nghĩ đến chuyện phải làm thế nào để xây dựng nền văn minh và trật tự mới. Họ dùng tất cả tâm trí lên việc nghiên cứu xem phải làm thế nào để có thể biến người khác trở thành nô lệ của họ đời đời kiếp kiếp trong thời buổi tận thế này. Chẳng lẽ chúng ta còn không xem rõ thế giới này? vậy ngươi nhìn thử đi thế giới này đã sinh ra cái loại tối thượng tốt thế nào cố chấp hỗn loạn sợ hãi chết lặng hư vinh tham lam im lặng mê man quyền lợi dục vọng cướp bóc ác mộng cùng với phẫn nộ cùng cái chết lão viện trưởng lạnh lùng đưa ra kết luận thể tối thượng chính là đại diện cho một nền văn minh họ sẽ không nói dối lục tấn ngồi đối diện lão viện trưởng im lặng hồi lâu trong căn phòng trống trỗng này chỉ có hai người họ là tỉnh lời lão viện trưởng nói cứ thế quanh quần hoài trong gian phòng mãi không chịu tan qua một hồi lâu lục tấn mới nhẹ nhàng gật đầu nói ta biết những lời người nói đều là sự thật nhưng ta vẫn hắn đang nghe truyện trên tv audio cv dừng lại một chút nói tiếp tin rằng trên thế giới này còn rất nhiều thứ tốt đẹp a à, lão viện trưởng than nhẹ một tiếng Tựa như lời mỉa mai, sau đó chỉ lạnh lùng nhìn Lục Tân. Lục Tân cũng đang trầm ngâm, chậm rãi nói ra suy nghĩ trong đầu. Những điều mà người nói, quả thật ta cũng đã nhìn thấy một phần. Có những thứ đúng là rất khó lọc mặt, thậm chí ta còn nhìn thấy nhiều cảnh tượng tàn nhẫn hơn, nhưng hắn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, rồi mới nói ra. Ta sẽ không ngó lơ những thứ không tốt, nhưng cũng đâu thể phủ nhận điều tốt đẹp được. Ta từng nhìn thấy một người chân bị liệt. Đi đứng không tiện, nhưng vẫn luôn cố gắng lăn lộn trên thế giới này vì một đám nhỏ không có nhà để về. Ta từng nhìn thấy những người cố hết sức xây lên bức tường cao để chống đỡ đám kẻ điên bên ngoài thành phố. Ta cũng nhìn thấy rất nhiều người mạo hiểm cả mạng sống để chiến đấu với những con quái vật tinh thần mà chính họ còn chẳng biết rõ về chúng. Ta từng nhìn thấy có người dù đã chết nhưng vẫn canh cánh về trách nhiệm của mình. Ta nhìn thấy khi tuyệt vọng buông xuống, những người vốn có thể trốn phía sau lại xông lên trước nhất. Hắn một hơi nói rất nhiều điều khiến ngay cả lão viện trưởng cũng có hơi kinh ngạc, khẽ cau mày nhìn hắn. Vẻ trào phúng trên mặt giảm đi nhiều. Cho nên, ta cho rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp. Lục Tân nhìn lão viện trưởng, cũng nói ra kết luận của mình. Chúng chỉ đang tạm thời ngủ say, vì mọi người quá sợ hãi, sự kiện mặt trăng đó là một tai họa, nó khiến mọi người sợ hãi quá độ nên mới che giấu đi sự tốt đẹp và thiện lương của mình. Vậy nên thế giới này không tuyệt vọng chỉ là cần người đánh thức mà thôi lão viện trưởng lẳng lặng nghe hắn nói đôi mắt khiếp lại nhìn lục tân như đang nhìn một người xa lạ một lát sau ông ta bỗng hơi lắc đầu trên mặt hiện lên nụ cười tự dẻo nói trước kia ta biết người sẽ trở thành người nhưng ta không ngờ người sẽ biến thành một người như bây giờ vì ta đã trưởng thành lục tấn tiếp lời lão viện trưởng cũng vì người đã già rồi viện trưởng hắn ngập ngừng cảm thấy có chút xa lạ khi gọi ông ta bằng danh hiệu này sau đó hắn nói tiếp ở trong mắt ta hình tượng của người đã từng cao vời vợi không thể với tới trong một khoảng thời gian rất dài đúng chính là đoạn thời gian cuộc sống của ta chỉ toàn một màu đen mà người đã nói đó ta nhớ rõ chỉ mình người giảng giải cho chúng ta về quá khứ về nền văn minh và trật tự thực tế lúc trước khi ta biết người còn sống ta vẫn luôn chỉ nhớ rõ mặt tốt của ngươi nghe thấy lục tân thình lình nói đến chuyện này lão viện trưởng có chút động lòng mất tự nhiên động đậy cơ thể nhưng bây giờ lục tân nhẹ nhàng lắc đầu dù không đề cập tới những chuyện người đã từng làm với chúng ta ta cũng sẽ không nghĩ như vậy nữa ngươi bây giờ rất rõ ràng hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão viện trưởng nhẹ giọng nói chỉ là một ông già tuyệt vọng mà thôi ngươi tuyệt vọng đến nỗi không muốn tin rằng cả người tốt lẫn người xấu kỳ thật đều là con người cả ngươi không muốn tin thế giới này có tương lai cho nên muốn biến nó trở về hiện trạng cũ của... ngươi lão viện trưởng dường như đã nhận ra điều gì đó từ giọng nói bình tĩnh của lục tân trong lòng hắn bỗng cảm thấy hơi khẩn trương hầu hết kẻ cử động tất cao giọng nói ngươi muốn làm gì hắn hiểu rõ con người cũng hiểu rõ lục tân nghe thấy lục tân nói như vậy hắn chợt hiểu ra vì sao lửa giận của lục tân lại biến mất vì sao trong thời khắc tuyệt vọng thế này hắn bỗng bình tĩnh lại thậm chí còn có thể bình thản ngồi đó thảo luận một cách đầy lý trí với mình vì hắn đã quyết định xong rồi chỉ người nào hiểu được bản thân muốn làm gì cũng kiên quyết đi làm thì mới có thể bình tĩnh và lý trí như vậy viện trưởng người nói rất đúng mà khi lão viện trưởng bắt đầu khẩn trương trên mặt lục tân chợt để lộ nụ cười nhẹ nhàng nói đương nhiên ta sẽ không giết họ ta sẽ không làm bạn của mình bị thương ta chỉ muốn dùng hết sức lực của bản thân để bảo vệ họ nhưng ta cũng sẽ ngăn cản kế hoạch của người hắn mỉm cười vì ta cảm thấy thế giới này vẫn đáng giá được cứu rồi cũng có tư cách sở hữu tương lai thế nên hắn bỗng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà khoảnh khắc hắn ngước mắt trần của tòa dân cư này bỗng nhiên biến mất ánh mắt của hắn trực tiếp chạm tới không trung vô số xúc tu tinh thần rủ xuống của ban sơ, động xúc tu đỏ sậm và tâm tối đến không lời nào có thể hình dung. E rằng dù chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua cũng đủ khiến con người ta như bị nhấn chìm trong vùng biển tinh thần mênh mông khổng lồ. Lục Tân đối mặt với ban sơ sâu không lường được, thần bí không biết được và mạnh đến không chống lại được kia, ánh mắt dần trở nên kiên định. Kế hoạch của ngươi không phải là hiến tế thế giới này cho ban sơ, sau đó cầu xin nó giúp người đắp nặng ra nền văn minh trước khi trắng đỏ xuất hiện sao? Vậy ta sẽ trở thành ban sơ, sau đó từ chối sự hiến tế của ngươi." Âm. Thời điểm Lục Tân nói ra câu này, dù là lão viện trưởng cũng cảm thấy đầu óc nổ tung như có viên đạn hạt nhân bắn vào thế giới tinh thần. Một người bình tĩnh và lý trí như hắn bỗng giật mình hoảng sợ, xém chút nữa té từ trên ghế xuống. Trong mắt ông ta ẩn chứa sự cùng dại, con người co nhỏ lại bằng đầu đinh, hai mắt nhìn chầm chầm Lục Tân, giọng run run nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh. "Đứa nhỏ ta đã nói rồi điều đó là không thể người làm không được bản chất bản kế hoạch của nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất là hoang đường căn bản không có khả năng thành công ban sơ bao trùm toàn bộ ý thức cho dù là người có được ý thức duy nhất như người vẫn có chút khiêu chiến lục tân đối diện với vẻ hoảng sợ của lão viện trưởng lại chỉ mỉm cười gật đầu nói dù sao cũng là thí luyện của thần mà vừa nói hắn vừa đưa ly rượu lên tới miệng vì quan tâm đến hình tượng lúc này Nên hắn đã hớp một ngụm lớn Cảm giác cay đắng lập tức sọc thẳng lên não Hắn lấy tay che miệng Lặng lẽ ho khan một tiếng Rồi mỉm cười nhìn về phía lão viện trưởng Nói Nhưng ta tin rằng nhất định ta sẽ có cơ hội chiến thắng Vì ta đã hứa với rất nhiều người sẽ giúp họ Làm người ấy hả Nói thì phải giữ lời Đây chính là nguyên tắc làm người Hai tay lão viện trưởng rung lên cơ thể được tạo thành từ sức mạnh tinh thần chồng chéo lên nhau lại có phản xạ không điều kiện như thân thể thật ông ta không kìm được muốn đứng dậy dùng cơ thể nhỏ yếu này của mình để giữ lục tân lại đúng rồi viện trưởng ngay tại thời điểm cả người lão viện trưởng sắp lao tới lục tân bỗng quay đầu mỉm cười với ông ta so với vị nhân viên nghiên cứu thiên tài của viện nghiên cứu nguyệt thực người quả thật còn kém một chút lão viện trưởng nghe xong câu này cả người như bị đột quỵ suy sụp ngã xuống bàn tay vô thức vươn ra giữ chặt lấy tay lục tân trên mặt ông ta hiện lên vẻ rối rắm và thống khổ tột cùng biểu cảm trên mặt ông ta lúc này mỗi người nhìn thấy sẽ có cách giải thích khác nhau có ngạc nhiên có kinh hãi có thất bại cũng có sự đồng tình không cách nào che giấu đứa nhỏ ông ta dùng hết chút sức lực cuối cùng nói với lục tân một câu chẳng quan hệ gì tới kế hoạch của ông ta cả ngươi làm như vậy không chỉ xác suất thành công cực kỳ thấp hơn nữa còn sẽ rất đau đớn mặc dù ngươi tạm thời ngăn được ban sơ hiến tế cũng sẽ không biến mất chỉ tạm thời dừng lại tương đương với việc ngươi đã dùng chính mạng sống của mình cũng như sự tra tấn vô cùng vô tận để đổi lấy một hy vọng có xác suất thành công cực thấp lục tân trầm ngâm quay đầu nhìn lướt qua lão viện trưởng trong mắt ông ta thấp thoáng sự đau lòng chân thật dù rằng rất ít cõi lòng bỗng bình lặng trở lại hắn nhẹ nhàng gật đầu nói Viện trưởng, lúc người để lộ một mặt mềm yếu của mình đúng thật là một người rất tốt. Nói xong những lời này, Lục Tân lập tức nhẹ nhàng đứng dậy, cười cười, nhấc chân tiến về phía trước. Toàn bộ tòa dân cư này lại bắt đầu trở nên vạn vẹo, hỗn loạn, không gian xuất hiện chồng chất lên nhau. Trong không gian hư ảo mê hoặc này, Lục Tân như dẫm lên bậc thang vô hình, tiến từng bước về phía trước. Vừa đi, vừa chậm chậm cởi một số đồ vật trên người xuống có chiếc kính đỏ mà hắn vẫn thường đeo có chiếc túi màu đen mà hắn vẫn thường cầm trong tay có lá bài tây thần bí còn phong ấn cung điện tinh thần của mẹ thậm chí còn có một tấm thẻ ngân hàng mà lúc trước hắn đã lén lút giấu đi không để một ai biết đến thẻ ngân hàng thì không thôi lại thu về cất vào túi đi lục tân bước từng bước một dẫm lên nấc thang vô hình giơ tay xua tan vô cùng vô tận xúc tu tinh thần rủ xuống bước thẳng về phía ban sơ trăng đỏ trên không trung như chiếm đóng cả nửa bầu trời. Lúc này thoạt nhìn Lục Tân như đang chuẩn bị để tiến vào vầng trăng đỏ trên trời cao. Hắn chuẩn bị làm gì? Trong chiếc túi đen bị Lục Tân vứt xuống, nhãn kính cẩu và đám quái vật nhỏ khác cũng rung rẩy chui ra khỏi túi, bàn hoàng, bất lực ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Cùng lúc này, em gái thân là thể tối thượng, thay Lục Tân đi làm nhân chứng, và cả búp bê ở nơi thanh cản xa xa, đang dùng hết sức mình điều khiển sức mạnh tinh thần chống lại ban sơ, gian nan bảo vệ thế giới này. Còn có cha đang rít gào trong tuyệt vọng phụ thân và mọi người ở thanh cảng. Kẻ trộm lửa đầu tóc hoa râm đứng trong khoảng không giao giữa thâm nguyên và thế giới thật với hiện thực hỏi, sự kỳ lạ lan tràn. Cùng lúc này, họ như cảm nhận được điều gì, vô thức dời tầm mắt về phương diện tinh thần, quan sát tình hình lục tấn hiện tại. Lục tân đứng trước trăng đỏ, bước chân dừng lại vài giây, quay đầu nhìn lại đằng sau. Hắn nhìn thấy lúc này, ở Thanh Cảng, trong cô nhi viện, cô giáo tiểu lộ đang ôm lấy bọn trẻ núp dưới tầng hầm, thấy xúc tu tinh thần của ban sơ đang đánh nhau với búp bê, thấy Trần Tinh, Hàng Băng, thầy giáo sư Bạch, Ngài Tổ, Bộ trưởng Thẩm, thấy Phó Tổng Tiêu, thấy bác gái lòng dạ xấu xa bán đồ ăn dưới lầu, thấy thằng Lằng, Thiết Thúy, Tử Quỷ, Bà Cốt, Rắn Đỏ, Hùng Hài Tử và cả chó canh cửa. Bên cạnh mình thì có số hai luôn muốn thoát khỏi thần ác mộng, có số ba muốn về nhà ở bên vợ con, có số năm luôn nung nấu ý định kéo đầu tư để nghiên cứu phát minh loại thuốc mới, có số tám muốn đặt dấu chấm hết cho chuyện này, còn có số mười hai dù đã lẫn trốn lâu đến vậy cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi số phận trở về. Và cả số mười bốn dù rất nhát gan nhưng vẫn tình nguyện tham gia kế hoạch ám sát lão viện trưởng với số mười hai. Bé mười chín ngoan ngoãn, cùng với không phải bé mười bảy mà không phải mười bảy, em gái. Ở phía bắc là quân đoàn Dracula tận thế, Nơi đó đồng hồ cam siêu ngầu và lão Vương trung thành, còn cả giày đỏ xinh đẹp. Bên phòng tuyến của quý cô Hỏa Tiễn có hạ trùng cuối cùng cũng thăng chức trở thành điều tra viên cấp cao và người bạn tốt giao phẫu thuật của mình. Ở một góc của thế giới, có lão Chu và tiểu Chu đang chấp hành nhiệm vụ hộ tống vật tư cứu viện trên khu hoang dã cùng với Cao Đình. Một thôn trang nhỏ luôn tuân thủ quy định trong khu hỗn loạn. Quá nhiều, quá nhiều thứ. Có gì mà phải lo chứ? Lục Tân bỗng nở nụ cười, suy nghĩ trong đầu trở nên sáng rọi chưa từng có. Thế giới này quả thật có rất nhiều kẻ tâm tư u ám và điên cuồng, họ khiến thế giới này chịu nhiều tổn thương, trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Có lẽ, nếu thế giới này có ý thức của chính nó, hắn cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng và áp lực khi bị trăng đỏ đè nặng trên đỉnh đầu, trong chừng từng giây. Khi đó, hắn nó sẽ nghĩ rằng, trải nghiệm bi thảm như vậy, nếu không sống sót tồn tại, nếu đó chỉ là một cơn ác mộng, lúc mở mắt sẽ biến mất không thấy tâm hơi, chắc sẽ tốt hơn nhiều nhỉ. Nhưng ta tin rằng nó sẽ lựa chọn tiếp tục sống sót, ông theo một thân thương thế hướng về tương lại mới. Nếu không, tại sao nó lại muốn sáng tạo ra nhiều người tốt đẹp còn đáng yêu như vậy chứ? Ngày mai vẫn luôn ở đó, tâm tối chỉ là tạm thời thôi. Hắn nghĩ thầm trong lòng, rồi lưu luyến liếc nhìn thế giới này lần cuối, sau đó xoay người tiến vào trăng đỏ đến khi bóng dáng hắn biến mất sau vần hào quang của trắng đỏ nụ cười trên mặt vẫn chẳng hề tắt anh tiếng khóc than thống thiết vang lên giữa dòng chảy sức mạnh tinh thần hỗn loạn trong tế đàn sự khủng hoảng trong lòng em gái đã đạt tới đỉnh điểm con bé là người hiểu rõ lục tân nhất anh trai nhát gan lắm điều hắn sợ nhất là sự cô độc thậm chí nếu lúc hắn trở về mà không thấy ai ở nhà hắn có thể khóc tới chảy cả nước mũi nhưng lần này hắn lại ném cái túi màu đen ở lại rời khỏi mọi người hắn đơn thương độc mã tiến về phía ban sơ ầm uhm. khoảnh khắc lục tân tiến vào trắng đỏ chỉ trong chớp mắt một cổ sức mạnh tinh thần cực dày cực lớn lập tức bao phủ toàn thế giới ban sơ trên đỉnh đầu và vô số xúc tu tinh thần do nó thả xuống cùng với những xúc tu do tinh thần chồng chéo lên nhau mà thành ảnh ảo tới từ chính thời đại văn minh trước khi sự kiện trăng đỏ xảy ra trong thoáng chốc bỗng trở nên vô cùng rõ ràng gần như sắp hóa thành vật thật nhưng ngay sau đó tựa như màn hình tivi bị tắt nó bỗng không ngừng nhấp nháy sau đó toàn bộ ảnh áo và hình chiếu đều biến mất giữa không trung không còn lại chút vết tích sức mạnh tinh thần dày đặc như dòng nước chậm rãi lưu chuyển sức mạnh tinh thần của búp bê đã kề bên bờ vực sụp đổ lúc này vừa giành được cơ hội thở dốc mọi người nhanh chóng tụ về bên búp bê sau đó nhẹ nhàng uyển chuyển sửa chữa lại lĩnh vực tinh thần của búp bê cha kẻ trộm lửa bàn tay tái nhợt. Sau thâm nguyên đang nghiến răng nghiến lợi đối đầu với ban sơ cũng vội thu sức mạnh tinh thần của mình lại. Mọi người hoặc hoang mang, hoặc nhẹ nhàng thở ra, hoặc vẫn tiếp tục cảnh giác nhìn lên không trung. Hiến tế còn chưa kết thúc, họ có thể cảm nhận rất rõ chuyện này. Sức mạnh của ban sơ vẫn còn ở đây, dù là thâm nguyên hay hiện thực, sức mạnh ban sơ tồn tại khắp mọi nơi, che phủ phía trên đầu mọi người. Có thể nói, ban sơ đã gián thế chỉ còn thiếu chút nữa là có thể bao trùm thế giới thật. Nhưng vào thời điểm mấu chút này, sức mạnh của ban sơ bỗng co lại, như bị nhân tố khác chèn ép khiến ban sơ không rảnh bận tâm chuyện gián thế mà phải thu về một phần sức mạnh để giải quyết một vấn đề khác quan trọng hơn. Xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Dù là thanh cản, hay là thế giới này đều có vô số người cùng đặt ra một vấn đề, người có thể nhìn rõ thế cục hiện tại cực ít, dù lúc nãy, ở phương diện tinh thần, có rất nhiều người chứng kiến cảnh lục tân tiến vào trắng đỏ, nhưng không phải ai cũng hiểu cảnh tượng đó tượng trưng cho điều gì, cũng như vì sao vụ tai nạn này lại đột ngột bị cản lại. Thế nên trong lòng họ vẫn cứ hoang mang, lo sợ, sôi nổi hỏi thăm lẫn nhau để tìm ra một đáp án hợp lý. Trong lúc vô số người trên khắp thế giới còn đang mãi miết tìm câu trả lời, búp bê đang lơ lửng giữa không trung bỗng rơi nước lệ, giọt nước mắt lăn dài, nhỏ xuống đất. Cô đứng giữa sức mạnh tinh thần, gần như cảm nhận được hết tất cả mọi người trên thế giới đều hỏi cùng một vấn đề bản thân cô biết đáp án nhưng bản thân lại chẳng thể trả lời vì mình rất thương tâm cô nâng tay áo lao đi dọc nước mắt trên mi ngẩng đầu nhìn trắng đỏ hy vọng dây tiếp theo hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt cô lục tân bên trong thành phố thanh cảng cô giáo tiểu lộc đang núp trong tầng hầm bỗng cảm nhận được nỗi bị thương không nói thành lời cô chỉ là một người bình thường cảm giác không mãnh liệt tới vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà lúc này, nỗi thống khổ trào dân trong lòng cô lại vượt qua rất nhiều dị biến giả, rất chân thật cũng rất nặng nề. Là số 9 sao? Số 9, số 9 vừa mới làm gì? Trong tế đàn, nhóm số 2, số 3, số 5, số 8 đang bị sức mạnh hiến tế cưỡng chế kiểm soát, như bị giam trong ngục tù vô hình bỗng tỉnh giấc, như vừa trốn thoát khỏi cơn ác mộng, vội vàng quay lại từ thế giới tinh thần. Họ về tới tòa dân cư ban sơ, nhìn thấy cái bàn dài bày đầy thức ăn và cả ly rượu mà họ từng uống chung. Họ đứng trong căn phòng trông rất thật nhưng lại đầy lỗ hổng này, sau đó dần dần đoán ra chân tướng. Số chính hắn, hắn vậy mà. Cảm giác ớn lạnh không cách nào hình dung đột ngột bao phủ khắp người họ, họ bỗng cảm nhận được khóe mắt hơi cay cay. Không cần thương tâm, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi. Trăng đỏ lẳng lặng treo giữa không trung, mọi thứ như chìm vào yên lặng vì đã có người gom toàn bộ nguy hiểm và cảm xúc tuyệt vọng lại cùng một chỗ, sau đó vật lộn với nó. Lời ủi an của hắn vang vọng bên tai mỗi một người đang chìm đắm trong sự đau lòng. Ở mặt tinh thần, một bóng dáng mờ ảo bước ra từ chỗ sâu trong thâm uyên, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy búp bê đang nức nở giữa không trung, hơn nữa cố chấp không chịu buông xuống. Hắn cũng nhẹ tráng cô, nhìn thẳng vào mắt cô, miệng mỉm cười. Trong chừng thế giới chúng ta nhé, chờ ta trở về hắn còn dặn dò bên tai cô với cả đừng quên đòi tiền của chúng ta lúc quay lại là có thể lập tức về hưu dù không đi làm cũng có tiền xài có thể mỗi ngày cùng nhau xem kịch xem những bộ điện ảnh cũ cùng lúc này bóng dáng của người đó cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô giáo tiểu lộc hắn dùng sức mạnh thần kỳ đè nhẹ lên phần lưng của cô giáo tiểu lộc nhẹ nhàng sửa lại xương sống của cô rất xin lỗi hắn nhỏ giọng nói nguyện người mãi mãi khỏe mạnh, mãi mãi vui sướng bay nhảy. Không gì có thể ngăn cản một tiểu lộc vui vẻ chạy nhảy dưới ánh mặt trời. Thật là khung cảnh tươi đẹp. Hắn xuất hiện bên trong tòa nhà của Thanh Cảng, đá bay nhãn kính cẩu, sau đó nhìn về phía thành phố Hắc Chiểu, nhìn gương mặt đờ đẫn, không đành lòng của cha, gương mặt đầy nước mắt của em gái, cái bóng đứng từ phía rất xa, duỗi tay về phía họ, kéo tay họ lại, sau đó ánh đèn ấm áp lẳng lặng sáng lên giữa bóng đêm tăm tối. Hắn tựa lưng cạnh cửa sổ, đặt xuống một lá bài có hoa văn thần bí, trên mặt phải của hoa văn hiện lên một con mắt. Trên lá bài tây xuất hiện một bóng hình mờ ảo, dịu dàng nhìn nắm người nhà. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Hắn an ủi. Chờ lúc ta trở về, cả nhà có thể ngồi lại cùng nhau, ăn một bữa tiệc thật lớn. Ha ha ha, người vẫn thua. Trong thành phố sinh mệnh, số 7 vốn chất phát bổng nở nụ cười nhàn nhạt với lão viện trưởng. Trên mặt cô là vẻ trào phúng chẳng hề che giấu, sau đó cô bỗng nhảy dựng lên, chụp lấy một thứ vũ khí trong tầm tay, hung tận lao về phía lão viện trưởng, lần lượt vẽ ra từng đạo vết thương trên người lão viện trưởng, lại bị chút sức mạnh ban sơ còn sót lại trên người lão viện trưởng bắn ngược ra ngoài, nhưng cô vẫn lao xông tới không ngừng nghỉ. Trông còn rất sảng khoái. Ta chờ lâu như vậy, chính là muốn xem thử ngươi lợi hại tới cỡ nào. Ta sợ ngươi, không dám phản bội ngươi, vì ngươi là người đáng sợ nhất trên đời. Nhưng theo tình hình bây giờ thì ngươi không phải người đó. Ta vô cùng hối hận, tại sao lại đi theo ngươi, sao lại theo lâu như vậy? Tại sao chỉ có mình ta sợ ngươi, tại sao bọn chúng chống lại ngươi thì nhìn thấy hy vọng? Ngươi khiến ta có cảm giác cuộc đời này của mình thật thất bại, mỗi một lựa chọn đều là sai. Ý thức còn sót lại của lão viện trưởng chẳng có tâm tư để ý tới số 7, càng không có ý định phản bác. Ông ta chán nản nhìn lên trời, hình như có chút buồn bực, nụ cười thường trực trên mặt thằng hề lên ngôi giờ đã không còn thấy đâu nữa. Ông bạn già. Giọng ông ta run run. Đây không phải kết quả mà ta muốn. Không sao, màn trình diễn mà người mang đến rất tuyệt. Thằng hề lên ngôi bay giữa không trung, cong lưng, dùng một tư thế vô cùng khoa trương để cúi chào lão viện trưởng. Ta chỉ muốn trở thành người chói mắt nhất trên sân khấu mà thôi hắn mỉm cười an ủi lão viện trưởng từ lúc bắt đầu ta đã biết ngươi có thể giúp được ta mà người quả thật cũng giúp được ta người giúp ta trở thành vai chính trên sân khấu tuy giây phút đó chỉ một chốc đã bị người khác cướp mất nhưng tốt xấu gì thì nguyện vọng đó cũng đã thành thật thế nên ta sẽ không trách ngươi ông bạn già chỉ là với trạng thái hiện tại của ngươi ta nghĩ chẳng còn cách nào để ngươi có thể đợi đến lúc nhìn thấy kết quả lão viện trưởng nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía thằng hề lên ngôi. Ngươi sẽ nhìn thay ta mà, đúng không? Ta sẽ. Thằng hề gật nhẹ đầu, trên gương mặt hài hước hiện lên vài phần nghiêm túc khó thấy. Giống như người đã từng tình nguyện trở thành khán giả duy nhất của ta, ta cũng nguyện ý trở thành người cuối cùng đưa tiễn người trên con đường này. Người nguy hiểm nhất thế giới và thể tối thượng nguy hiểm nhất đối diện với nhau cách một không gian vạn vẹo, tựa như đang soi gương. Không ai ngờ tới rằng, khi khoảnh khắc này xảy đến, Giữa hai người không có sự điên cuồng, chỉ có sự bình tĩnh và tôn trọng. Chuẩn bị sẵn sàng để lên đường chưa? Cách một tầng không gian, thằng Hề lên ngôi quan một cái bao tay màu trắng tới trước mặt lão viện trưởng. Ông bạn già của ta ơi! Hoang hoang vĩ đại à! Quân đoàn Dracula tận thế cũng đang quan sát không trung, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thở than, sau đó đưa ra ý kiến với người trong câu lạc bộ. Mặc dù trong thảm họa tận thế này, quân đoàn dracula của chúng ta cũng đóng vai trò rất lớn ví dụ như khi thấy không còn hy vọng sống sót chúng ta đã dùng hết sức mình để thu thập rượu ngon và mỹ thực tổ chức một bữa party long trọng mừng tận thế vân vân nhưng cân nhắc đến chuyện tận thế bỗng nhiên dừng lại giữa đường ta đề nghị vừa nói hắn vừa nhìn về phía lão vương chuyển nhượng danh hiệu người mạnh nhất câu lạc bộ trăng đỏ của ngươi cho hắn thế nào lão vương kẻ mất trí ngẩn ngơ sau đó đột ngột lớn tiếng phản đối Ta không đồng ý. Phản đối vô hiệu. Dracula vẫy tay, hung tợn nhìn hắn chầm chầm. Không đồng ý, đánh chết người. Tại sao các ngươi lại cảm thấy đau lòng? Trước di tích viện nghiên cứu vỡ nát, giao phẫu thuật mặc áo blue trắng rách rưới ngồi bệt xuống một góc tường đổ nát, khó hiểu nhìn về phía viện trưởng tiết giáp, hạ trùng và đám người tiến sĩ An đang bày ra vẻ mặt mất mát. Ngươi là đồ tâm thần, người thì biết cái gì? Đám người hạ trùng bị phản ứng ngay ngốc này chả hắn cắt ngang dòng cảm xúc, bèn mất hứng mở miệng dạy bảo. Ta biết chứ. Giao phẫu thuật cải đầu, bộ dạng không quá hiểu. Chỉ là không rõ, rõ ràng hắn sẽ sớm quay lại thôi, các ngươi cần chi phải đau lòng. Tóm lại, là do bạo quân bắt đầu ra tay chống lại ban sơ, nên kiếp nạn lần này tạm thời ngừng lại. Cùng lúc này, ở Thanh Cảng, trong căn cứ nghiên cứu sức mạnh tinh thần, tam giác sắc gồm giáo sư Bạch, Ngài Tổ cùng với Bộ trưởng Thẩm và những nhân viên nghiên cứu khác của Thanh Cảng, nhân viên tới từ các phòng thí nghiệm trên thế giới cũng như các chuyên gia nghiên cứu về sức mạnh tinh thần. Tất cả đều chứng kiến cảnh tượng lục tấn tiến vào trắng đỏ, cộng thêm tin tức mới nhất mà Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực vừa gửi tới, họ đã biết được tất cả từ nguyên nhân cho đến kết quả sự việc lần này. Họ cảm nhận được sự phập phòng dao động cũng như sự ngạc nhiên khó mà diễn tả bằng lời, khẽ thầm thì. Đúng vậy, giáo sư bạch nhỏ giọng trả lời hắn đang dùng ý chí của mình chống lại ban sơ giúp chúng ta tạm thời tránh cho tai nạn xảy ra với hắn mà nói chuyện này chỉ có hai kết cục một là hắn thất bại ý thức bị ban sơ nuốt chửng hòa tan sau đó hiến tế lại tiếp tục tất cả trở về với nền văn minh cũ hai là hắn thành công trở thành vị thần đầu tiên cũng là vị thần hoàn chỉnh nhất từ trước tới giờ chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ trong lòng ngài Tô vô cùng ngạc nhiên, khẩn trương hỏi. Ngài lục của thanh cản chúng ta đang chiến đấu, chúng ta lại chỉ có thể ngồi chờ. Không, chính vì nguyên nhân đó mà chúng ta càng không thể ngồi im chờ đợi. Giáo sư Bạch lắc đầu, đáp. Đây là trận chiến không ai có thể ngăn cản được, những mỗi một người trong chúng ta đều có thể giúp hắn một tay. Bạo quân, không là lục tân. Hắn có thể đi tới bước này là điều ta không ngờ tới. Nhưng ta tin rằng, Khoảnh khắc hắn chọn con đường này, tuyệt đối không phải vì tuyệt vọng, mà là tràn ngập niềm tin chiến thắng. Vì giai đoạn thứ ba của kế hoạch thiên quốc của chúng ta có thể giúp được hắn, có thể soi đường cho hắn trở về. Có lẽ. Ông ngừng lại vài nhịp rồi nói tiếp. Trước khi xuất phát, vì đã thấy trước được giai đoạn ba của kế hoạch thiên quốc, nên hắn mới có dũng khí làm như vậy. Mọi người xung quanh cảm nhận được lòng kiên định của ông, đồng loạt ngẩng đầu hướng mắt về phía ông giai đoạn thứ ba rốt cuộc là gì? Người nhân viên nghiên cứu thiên tài của Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực đã nhảy từ tầng 100 xuống kia, hẳn là mọi người đều biết, đó là kẻ tuyệt vọng nhất. Lúc hắn tiếp cận tới chân tướng đã chịu sự giám thị của nhân viên nghiên cứu thế hệ thứ nhất, cũng vì nghiên cứu của hắn gần chạm tới ban sơ nên mới bị nhấn chìm trong cảm xúc tuyệt vọng. Cuối cùng chọn cách kết thúc sinh mệnh của chính mình, nhưng hắn có thật là một người tuyệt vọng không? Tuy hắn luôn bị vây trong cảm xúc tuyệt vọng, nhưng thứ hắn để lại cho thế giới này lại là bản kế hoạch có hy vọng nhất. Tạo thần. Giáo sư Bạch ra sức siết chặt nắm tay. Như búp bê có thể đánh thức điều tốt đẹp trong lòng người, chúng ta cũng cần tới một thể tối thượng như vậy. Thể tối thượng chính là tấm gương của văn minh, là cảm xúc của thế giới này của chúng ta. Mọi hy vọng không nằm ở chỗ chúng ta bị thể tối thượng ô nhiễm, mà hẳn là từ chúng ta đi ô nhiễm thể tối thượng. Cho nên, bắt đầu từ búp bê bắt đầu chỉ cần chúng ta đủ kiên định, cũng đã tin tưởng vào những điều tốt đẹp, vậy thể tối thượng cũng sẽ bị chúng ta ô nhiễm, không còn là thiên thần gõ vang hồi chung chết chóc cho văn minh, mà sẽ biến thành người bảo vệ văn minh của thế giới chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng lại nền văn minh và trật tự, dùng tư thế không chấp nhận bố thí để tiến vào thời đại mới. Đây chính là kế hoạch của nhân viên nghiên cứu thiên tài kia. Vừa nói, trên mặt giáo sư Bạch dần để lộ nụ cười kiên định chúng ta nhất định sẽ thành công. Vì chúng ta có búp bê, có rất nhiều thể tối thượng đứng về phía chúng ta. Sự tốt đẹp trong tim mỗi người sẽ được đánh thức, thể tối thượng cũng sẽ bị niềm hy vọng, sự tin tưởng chẳng chút nghi ngờ của chúng ta tác động, trở thành người bảo vệ. Không cần nhiều, bảy người là đủ rồi. Tới lúc đó, bảy người bảo vệ văn minh sẽ lấy tư thế ngập tràn hy vọng để nghênh đón thần. Không, là nghênh đón đan binh của chúng ta trở về sau chuyến công tác. Giọng nói của giáo sư Bạch giáo sư không lớn, nhưng hàm ý ẩn bên trong lại làm rung động cả màn nhĩ. Giờ phút này, ai nấy cũng đều vô thức ngẩng đầu, nhìn lên trắng đỏ trên bầu trời. Họ phát hiện, ánh sáng của trắng đỏ đang dần trở nên trắng tinh, tựa như bóng ma trong nội tâm mỗi người đang dần bị đánh tan. Thật tốt quá! Họ nhớ tới kế hoạch mà giáo sư Bạch từng nói là xuất phát từ tay người thông minh nhất thế giới cũng như sự cố gắng của tất cả mọi người đây là một kế hoạch lâu dài hơn nữa còn cần tới sự nỗ lực của mỗi một người nhưng thật không thể phủ nhận một điều tương lai mà kế hoạch miêu tả quả thực vô cùng tốt đẹp nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha